Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2676, đóng gạch tông sư dưỡng thành ký 1. Vừa rồi đối phương bất kể là sắp đặt tụ linh trận tăng thêm nhiệt độ hỏa diễm, hay tụ tập hỏa diễm tập trung lực lượng, đều hiện ra lý giải đối với luyện khí, đã đạt đến cảnh giới vô cùng cao thâm, so với hắn cũng không hề yếu. Nhưng rèn luyện khí thai thế nào qua loa như vậy? Đây chính là một viên tử anh thiên hỏa thạch, đối với hắn mà nói cũng cực kỳ chân quý, coi như không đủ một chuôi đại đao, trường thương, nhưng rèn luyện thành binh khí ngắn cũng dư xài, kết quả, biến thành viên gạch. Da mặt không ngừng run rẩy, nghẹn có chút không kịp thở. Làm thánh tử luyện khí sư, đối với binh khí hoàn mỹ, có yêu cầu gần như biến thái, chính hắn thời điểm luyện chế, chỉ cần có một chút kích thước không đúng, cũng sẽ lật đổ làm lại, đối phương khảo hạch. Luyện chế dù xấu xí một chút, cũng có thể chịu đựng, nhưng thứ này, cùng vũ khí, nửa xu quan hệ cũng không có a. Cũng không phải công nhân xây dựng, làm cái đồ chơi này làm gì. Ngươi kiểm nghiệm một chút đi, hẳn là có thể đạt tới thượng phẩm. Không đi quản vẻ mặt của hắn, Trương Huyền phất tay. Thượng phẩm. Da mặt Ngô Hữu Đạo run lên, kìm nén không được. Một cục gạch, coi như đạt tới thượng phẩm thì có ích lợi gì. Thấy hắn nghi ngờ, Trương Huyền lắc đầu, đưa tay cầm lên viên gạch trên bàn. Tác dụng rất lớn, có thể xưng vũ khí lợi hại nhất cũng không quá đáng. Ngô Hữu Đạo giận quá mà cười. Ngươi thử nói xem, có bao nhiêu lợi hại. Nói dối cũng phải có hạn độ đi, cái đồ chơi này ngay ngắn chỉnh tề, ngay cả mũi nhọn cũng không có, làm sao chiến đấu. Ngươi có vũ khí dùng tử anh thiên hỏa thạch luyện chế không? Mạnh hay không mạnh, đối kháng một lần, liền có thể biết. Vẻ mặt Trương Huyền thản nhiên. Đương nhiên. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra ba món binh khí. Đao, thương, kiếm. Đều là dùng tử anh thiên hỏa thạch luyện chế thành, hàn khí bức người, vừa xuất hiện liền cho người ta một loại cảm giác đâm rách làn da, tựa như muốn hút ra huyết dịch người. Vừa nhìn liền biết cấp bậc không thấp, uy lực cực mạnh. Ba món binh khí, đều dùng tử anh thiên hỏa thạch luyện chế thành, mỗi một kiện đều hao tốn tâm huyết cực lớn, hao phí không biết bao nhiêu công phu. Dùng vũ khí của ngươi tới đối kháng cái này của ta, ngươi có thể thắng mà nói, coi như ta vượt quan thất bại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt, để cho ta nhìn một chút viên gạch của ngươi, đến cùng có uy lực gì. Không nghĩ tới vị trước mắt này, ăn nói ngông cuồng như vậy, Ngô Hữu Đạo hừ lạnh, cổ tay rung lên, trường kiếm lăng không bay lên, thẳng tắp bay tới. Trương Huyền cũng không có động tác. Vung tay áo một cái, viên gạch nghênh tiếp. Tạch tạch, viên gạch cùng trường kiếm đối đầu, một tiếng vang giòn, người sau gãy thành hai đoạn. Cái này, Ngô Hữu Đạo giật nảy mình. Chuôi kiếm này trải qua không biết bao nhiêu lần rèn luyện, vô cùng sắc bén, chắc chắn dị thường, cùng viên gạch của đối phương đối đầu, thế mà một lần liền gãy, làm sao làm được. Hô, đánh gãy trường kiếm, viên gạch không có ngừng lại, vò tới phía đại đao cùng trường thương, tạch tạch, tạch tạch. Lần nữa hai tiếng giòn vang, Ngô Hữu Đạo nhọc nhằn khổ sở luyện chế ra vũ khí, tất cả đều gãy thành hai đoạn, nằm ngang trên mặt đất. Ngươi, ngươi! Chương 2677, đóng gạch tông sư dưỡng thành ký 2. Hàm răng run lên, Ngô Hữu Đạo nói không ra lời. Một kiện binh khí không đối kháng được ngược lại cũng thôi, liên tục ba kiện, tất cả đều nhẹ nhõm bị viên gạch của đối phương đụng vỡ, ngu nữa cũng biết, viên gạch thoạt nhìn giá trị không ra sao kia. So với vũ khí hắn luyện chế, cao minh hơn quá nhiều. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Viên gạch, thoạt nhìn không có mũi nhọn, lại cực kỳ nặng nề, lấy thế đè người, lấy lực tấn công. Hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua, mang theo mùi vị giáo dục. Vũ khí, là đồ vật giết người, mục đích là vì tăng lên sức chiến đấu, đẹp mắt hay không, không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là. Uy lực, tử anh thiên hỏa thạch rất khó dung luyện. Dù luyện chế thành vũ khí sắc bén, nhưng bản thân quá giòn, giống như thủy tinh, căn bản không chịu nổi binh khí nặng nề công kích. Cùng nó đối đầu, làm sao có thể thắng? Cái này, Ngô Hữu Đạo ngây người. Hắn dùng tử anh thiên hỏa thạch luyện chế không ít vũ khí, nhưng mỗi một kiện đều giống như đối phương nói, sắc bén là sắc bén, nhưng bản thể quá giòn. Đương nhiên, loại giòn này, là so với thánh khí thượng phẩm khác, cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn, dù sao trường kiếm. Sắc bén cùng mềm dẻo, thuộc về hai cái phương diện, bản thân không khả năng đồng thời đều chiếm được. Vốn cho rằng, tử anh thiên hỏa thạch luyện chế vũ khí,
đều có chỗ thiếu hụt này, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, viên gạch của đối phương lại lập tức giải quyết. Thế nào, ta có thể coi như thông qua khảo hạch chứ? Thấy hắn khiếp sợ khó khôi phục, Trương Huyền không nói thêm lời, mỉm cười. Hắn từ trước tới nay khiêm tốn, mục đích lần này lại là qua ải, cũng không phải đả kích người, không cần thiết đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thông qua, bờ môi run rẩy, Ngô Hữu Đạo tràn đầy nghi ngờ. Viên gạch không thuộc về vũ khí, không cách nào điêu khắc trận văn, cũng không thấy người cẩn thận rèn luyện, làm sao có thể luyện chế đến loại cấp bậc này. Dù viên gạch nặng nề, nhưng có thể đơn giản đánh nát ba món binh khí của hắn như vậy, cấp bậc tuyệt đối cao hơn chứ không thấp. Vũ khí muốn tăng lên cấp bậc, hỏa hầu, rèn luyện cực kỳ quan trọng, nhưng rèn luyện, trận văn, lại là thủ đoạn chủ yếu tăng thêm uy lực. Khoáng thạch tương đồng, rèn luyện càng nhiều, càng lâu, mật độ lại càng lớn, sau khi rèn luyện thành công, cấp bậc sẽ càng cao. Thời điểm đối phương luyện chế khí thai, hắn tận mắt thấy, tổng cộng 3, 4 cái hô hấp, truy sát chỉ đánh 4 cái, để nó trở thành gạch. Cấp bậc sao có thể cao hơn hắn thiên truy bách luyện? Muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Trương Huyền nở nụ cười. Mong được chỉ điểm. Không dám tự cao, Ngô Hữu Đạo ôm quyền. Thật ra thì luyện chế viên gạch thoạt nhìn rất đơn giản, trên thực tế lại có học vấn ở bên trong, mỗi một cái, đều ẩn chứa đại đạo, cũng không phải là rèn luyện đơn giản. Nắm gạch đến, Trương Huyền giải thích cặn kẽ. Hắn lý giải luyện khí đã đạt đến bát tinh, thuận miệng chỉ điểm, liên lụy đến rất nhiều kiến thức, chỉ nghe một hồi, Ngô Hữu Đạo liền phục sát đất. Vị trước mắt này, dù tuổi tác không lớn, nhưng lý giải luyện khí, lại sâu vào nông gia, để cho người ta sau khi nghe, có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Rất nhanh, kỹ xảo đối phương luyện chế viên gạch toàn bộ giảng xong. Cáo từ. Nói xong, đối phương nhấc chân đi đến tầng thứ 3. Nguyên lai phương pháp luyện khí trước đó của ta đều sai, về sau cũng không tiếp tục luyện chế trường kiếm cùng đại đao, chuyên tâm luyện chế viên gạch. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Nhớ lại vừa rồi kiến thức, hai mắt Ngô Hữu Đạo sáng lên. Cái gì trường kiếm, cái gì đại đao, so vượt qua cục gạch được. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đây mới là mục tiêu theo đuổi cả đời của hắn. Nghĩ đến cái này, lấy ra khoáng thạch, bắt đầu nghiên cứu. Tiếp cận 10 phút mới thông qua tầng thứ 2, có phải có chút chậm hay không? Đằng sau phải tăng tốc một chút. Trong lòng Trương Huyền cảm khái, đi lên, ngay sau đó thấy được Thánh Tử Thiên Cơ Sư công hội. Hắn âm thầm nói, nhưng lại không biết, trong lúc vô tình bồi dưỡng ra một đại tông sư luyện gạch, về sau cuối cùng cả đời, chỉ luyện chế một loại vũ khí, vô số cường giả đều vì có thể được đến hắn tự mình luyện chế viên gạch mà vinh hạnh. Chương 2678, ta muốn thay quần áo 1. Trương sư, thấy hắn đi tới, Thiên Cơ sư Thánh Tử ôm quyền. Phong lão đã khỏe chưa? Trương Huyền đáp lễ. Lúc trước ở công hội của đối phương, phá hủy toàn bộ bảo vật nhà người ta, cuối cùng còn dùng sét đánh đối phương, thực sự có chút băn khoăn. Hắn đang bế quan, Thiên Cơ sư Thánh Tử nói. Dường như có chút tinh thần sa sút, không biết làm sao. Trương Huyền mang theo xấu hổ. Vốn vị phong lão này rất hăng hái, một lòng muốn nhận bản thân làm học sinh, biến thành như vậy, thực sự có chút xấu hổ. Ta biết phong lão muốn thu ngươi làm đồ, có điều, làm người thủ quan danh sư lâu. Sẽ không hạ thủ lưu tình. Thánh Tử nhẹ gật đầu. Quá khách khí. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn bây giờ còn chưa đạt tới chức nghiệp bát tinh, có độc sư, phu hồn sư, không thể biểu diễn ra, Thiên Cơ sư thì chưa có xem qua sách, nhưng mà thông qua khảo hạch không khó lắm. Vậy thì bắt đầu đi, khảo hạch rất đơn giản, ngươi, ta đồng thời suy tính một việc, chỉ cần kết quả cùng ta nhất trí, coi như thông qua. Thánh Tử giải thích quy tắc. Thiên Cơ sư, am hiểu thôi diễn, dù mỗi một vị năng lực khác biệt, nhưng nếu thật chính xác, nhất định chỉ có một con đường duy nhất. Tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Ta phỏng đoán, hôm nay ngươi không cách nào thông qua khảo hạch danh sư lâu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thánh Tử nói. Không cách nào thông qua. Trương Huyền nhíu mày một cái. Đây là cái nghịch lý, cố ý lưu lại bẫy dập. Cùng hắn nhất trí mới coi như thông qua. Vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận xông danh sư lâu thất bại, muốn nói thành công, liền không giống đối phương, lúc này mới cửa thứ 3, một là không cách nào chứng minh, thứ 2, coi như thông qua được 6 tầng còn lại, tầng này không được thừa nhận, cũng không có qua ải. Thật là độc ác, không hổ là Thiên Cơ sư Thánh Tử, vừa ra tay liền làm người ta không biết trả lời như thế nào.
không sai, bây giờ chỉ cần ngươi thừa nhận không cách nào thông qua, ta liền để ngươi qua ải. Thiên cơ sư thánh tử cười cười. Vị trước mắt này đi công hội liền sập thành phế tích, phong trưởng lão không gượng dậy nổi, mặc dù chuyện này không biết cùng hắn có quan hệ hay không, nhưng thân là thiên cơ sư thánh tử, vẫn muốn khó xử một lần. Nếu không, đường đường chức nghiệp thần bí nhất thượng cửu lưu, uy nghiêm ở đâu? Có thể đổi một khảo hạch hay không? Cái này, xin lỗi ta không cách nào trả lời. Lắc đầu, Trương Huyền nói. Ta chỉ có một cái này. Thánh tử khoát tay áo. Đối phương là diễn hư thể chất, về sự tình của đối phương, không cách nào phỏng đoán kết quả, bởi vì chịu ảnh hưởng, tới giao đấu, cũng đo lường tính toán không ra, cái gì cũng không làm rõ ràng được, còn không bằng xấu bụng một chút. Nhìn hắn ứng đối ra sao, cũng coi như cho một bài học. Chỉ có một cái, vậy được rồi. Thấy đối phương tận lực khó xử, mục đích đúng là muốn cho hắn không cách nào thông qua, bất đắc dĩ lắc đầu, tinh thần Trương Huyền khẽ động, câu thông thiên đạo thư viện. Tạch tạch, thánh tử còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy toàn thân cứng đờ, một tia chớp bổ vào trên đầu, ngay sau đó điện mang liên tiếp điên cuồng bổ tới, thời gian nháy mắt liền nằm ở trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi làm sao vậy? Mặt mũi hoảng sợ, Trương Huyền có chút sợ hãi. Có phải tiết lộ thiên cơ quá nhiều, bị phản vệ hay không? Chương 2679, ta muốn thay quần áo 2. Ta, tạch tạch, tạch tạch, lại hai đạo lôi điện bổ tới, thánh tử mới nói ra một chữ, lần nữa run rẩy. Người đã xuất hiện biến cố, ta liền không tiếp tục quấy rầy, lên trước nha. Trương Huyền ôm quyền. Không, tạch tạch, tạch tạch, tiếng nói chưa ra, thánh tử tiếp tục run rẩy. Cảm ơn khoan dung độ lượng, về sau có cơ hội nhất định đến nhà cảm kích. Ôm quyền, Trương Huyền nhấc chân đi tới, rất nhanh biến mất khỏi gian phòng. Đối phương không làm khó dễ hắn, có lẽ còn có thể mượn nhờ diễn hư thể chất, cùng hắn giao đấu một lần, đã cố ý tìm phiền toái, cũng không có gì có thể khách khí. Đánh cắp thiên cơ, bản thân là hành động ăn trộm, giáo huấn một lần, không tính là gì. Ngươi, mặt mũi lo lắng, thánh tử muốn ngăn cản. Lại phát hiện lôi điện dày đặc hơn, vùng vẫy nửa ngày, bất kể chạy trốn như thế nào, cũng trốn tránh không được, đành phải tìm địa phương thoải mái, nằm xuống, hai mắt vô thần, tùy ý đối phương điên cuồng bổ. Tầng thứ tư là thánh tử thư họa sư. Tiến vào bên trong, giống như đi vào một thế giới như thật như ảo, dãy núi phong sơn, đẹp không sao tả xiết. Biết đây là thư họa bát tinh, Trương Huyền rất nhanh lui ra, nhẹ nhõm phá giải. Tầng thứ năm là kinh hồng sư. Tầng thứ 6 là giám bảo sư, tầng thứ 7 là ma âm sư, tầng thứ 8 là luyện đan sư. Nhìn qua tất cả thư tịch, tốc độ vượt quan của Trương Huyền cực nhanh, vài phút liền thông qua được cửa ải khảo hạch cuối cùng, hít sâu một hơi, nhấc chân đi đến tầng thứ 9. Hiện tại xem như thông qua được 8 loại phụ tu, chỉ cần lại thông qua cửa ải cuối cùng khảo hạch tu vi, coi như thực sự trở thành danh sư bát tinh. Đẩy cửa đi vào, nhìn rõ ràng thân ảnh ngồi trước mắt, lông mày lần nữa nhăn lại. Tại sao là ngươi? Xuất hiện ở trước mắt, không phải người khác, chính là trước đó bị thanh long thú đánh một trận tơi bời, còn nợ hắn 5 viên linh thạch thượng phẩm, thiên tài Trương gia, Trương Thuần. Danh sư lâu, cần một vị danh sư bát tinh tọa trấn khảo hạch, vốn là Lạc Huyền Thanh và ta đều có tư cách, nhưng hắn đột phá đến động hư cảnh, đã vượt ra khỏi khảo hạch phạm vi, tự nhiên do ta đích thân ra tay. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Thuần khẽ đảo cổ tay, lấy ra một cái hộp ngọc. Nhẹ nhàng run lên, lập tức bay tới. Đây là 5 viên linh thạch tuyệt phẩm ta nợ ngươi. Trương Huyền tiện tay tiếp lấy, cũng không mở ra, thu vào nhẫn, chân mày nhíu càng chặt. Trước đó để thanh long thú đánh đối phương một hồi, hai người xem như có thù, giờ phút này tìm được cơ hội khảo hạch mình, làm sao có thể bỏ qua. Trả lại linh thạch, đã biểu lộ thái độ, không ai nợ ai, mới tiện ra tay độc ác. Không biết cửa này như khảo hạch thế nào. Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền thở ra một hơi, nhìn lại. Muốn trở thành danh sư bát tinh, nhất định phải có thực lực thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh. Người bây giờ chỉ có nửa bước lĩnh vực cảnh, rõ ràng không có đạt tới, ta cần tiến hành khảo nghiệm ngươi, mới có thể xác nhận. Mắt sáng lên, Trương Thuần nhìn lại. Yên tâm, khảo hạch của ta rất đơn giản, đánh ngươi 3 quyền, có thể chặn lại, coi như thông qua, ngăn không được. Xin lỗi, coi như thông qua được 8 tầng phía trước. Cửa này cũng không cách nào đi qua. Đối chiến 3 quyền. Trương Huyền cau mày. Đối phương từng áp chế tu vi cùng hắn chiến đấu qua,
biết sức chiến đấu chân chính, dù vậy, còn muốn ra ba quyền, rõ ràng là không áp chế tu vi. Dù gần đây tiến bộ rất lớn, nhưng cùng Trương Thuần không áp chế tu vi tranh đấu, rõ ràng vẫn kém một đoạn. Đối chiến ba quyền cũng được, có điều, ta cần đổi một bộ y phục. Dừng lại một chút, thực sự nghĩ không ra tỷ lệ có thể chiến thắng, Trương Huyền nói. Thay quần áo, ngươi tùy ý. Không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu này, Trương Thuần mỉm cười, không để ý lắm. Giao đấu chú ý chính là thực lực, còn chưa từng nghe qua, thay quần áo có thể thắng. Đa tạ. Thở phào nhẹ nhõm, Trương Huyền chào một cái, ở trong góc phòng bố trí trận pháp không cách nào quan sát, xoay người đi vào. Chương 2680, danh sư bát tinh 1. Tổng cộng lại vẫn chưa tới 20 phút. Thời gian ngắn như vậy, liền vọt tới tầng thứ 9. Cái này. Trước danh sư lâu, một đám danh sư vây xem, người những nghề nghiệp khác, từng cái hàm răng run lên. Vốn là, bọn họ cảm thấy coi như đối phương có thể thông qua, nhanh nhất cũng sẽ giống như hai vị trước, cần mấy ngày mấy đêm, khó khăn tầng tầng, nằm mơ cũng không ngờ tới, không đến 20 phút, liền đã vọt tới cửa ải cuối cùng. Cái này cũng cho thấy, đã thông qua được 8 đại phụ tu, mỗi một loại, đều chiếm được thánh tử công nhận. Quá nhanh đi. Mặc dù đến cửa ải cuối cùng, nhưng muốn thông qua, ngược lại càng khó. Một trưởng lão cách đó không xa trầm giọng nói. Vì sao? Lạc Huyền Thanh không hiểu. Vì anh em tốt này của mình, tiến bộ nhanh chóng, có thể xưng kinh khủng, lúc trước hắn vẫn cảm thấy, không người nào có thể phá vỡ muội muội ghi chép, thế nào cũng không ngờ tới, vị này, nhanh như vậy liền vọt tới tầng cuối cùng. Tầng này là đo lường tu vi, cái tên này chiến lực kinh người, muốn thông qua, hẳn là dễ dàng nhất, vì sao đối phương nói ngược lại càng khó. Thủ quan là, Trương Thuần, ta nghe nói trước đó hai người bọn họ từng có mâu thuẫn. Vị trưởng lão này nói. Trương Thuần. Lạc Huyền Thanh ngẩn ngơ, nắm đấm bỗng nhiên siết chặt. Tại sao là hắn? Trương Thuần cùng đối phương có ân oán, hắn biết rất rõ ràng, nếu thật để cho tên này bảo vệ, muốn thông qua, chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng như vậy. Dựa theo tình huống bình thường, kiểm tra tu vi mà thôi, danh sư bát tinh bình thường là được, như thế nào đi nữa, cũng không cần đến siêu cấp thiên tài của Trương gia như hắn tự mình ra tay đi. Cụ thể ta cũng không biết, hẳn là chủ động xin đi. Vị trưởng lão này gật đầu. Trương Thuần làm con cháu hạch tâm Trương gia, chuyện phát sinh ở Thánh Tử Điện, cơ bản đều có thể nhận được tin tức, cùng vị này có thù, hơn nữa biết hắn muốn xông danh sư lâu, xin làm người thủ quan, hẳn là cực kỳ đơn giản. Đáng ghét, cái tên này thực có can đảm làm khó Trương Huyền, đi ra nhất định đánh hắn một hồi, không để hắn nửa năm không rời giường, ta liền không họ Lạc. Cắn chặt hàm răng, Lạc Huyền Thanh thức đến trong mắt đỏ hoe. Tu vi tấn thăng, một mực muốn đánh tên này, còn chưa kịp, liền biết được sự tình của muội muội, sau đó bị bức ép dẫn tới lôi kiếp. Hắn còn không có ra tay, đối phương lại xuất thủ trước. Cái tên này thật muốn thi triển ra toàn lực, để Trương sư không cách nào thông qua, lần này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không đánh cha mẹ cũng nhận không ra, liền không gọi Lạc Huyền Thanh. Danh sư lâu khảo hạch, vốn không dễ dàng, nếu như tùy tiện bỏ qua, ngược lại sẽ gặp phải chỉ trích, làm khó là tất nhiên. Chỉ nhìn vị Trương sư này có thể chịu được hay không. Trưởng lão lắc đầu, đang muốn nói tiếp, đột nhiên cảm thấy mặt đất lắc lư. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng thứ 9 danh sư lâu ầm ầm một tiếng, mặt tường xuất hiện một hình người. Trương sư bị đánh. Lông mày nhảy một cái, thanh âm của trưởng lão có chút gấp rút. Lạc Huyền Thanh cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhìn sang. Ầm ầm. Ánh mắt vừa nhìn, tiếng nổ lần nữa truyền đến. Hình người trở nên càng lớn, đá vụn không ngừng từ không trung rơi xuống. Trương Huyền tràn đầy lo lắng, bờ môi không ngừng run rẩy. Lạc Huyền Thanh cắn chặt hàm răng, vừa định tiến lên, đột nhiên lông mày nhảy một cái. Không đúng, nhìn quần áo cùng hình thể, bị đòn hình như không phải Trương sư. Không phải. Chương 2681, danh sư bát tinh 2. Có chút không tin, trưởng lão nhìn, còn không có thấy rõ. Liền thấy rầm một tiếng vỡ vụn, một bóng người bay ra, thẳng tắp cắm xuống dưới. Bành! Đập xuống đất, như củ hành sen vào bùn đất, chỉ còn lại có hai chân không ngừng đung đưa, nhìn quần áo cùng hình thể, không phải người khác, chính là Trương gia thiên tài, Trương Thuần. Cái này! Lông mày nhảy một cái, miệng trưởng lão khó mà khép lại. Thực lực của Trương Thuần, hắn biết rất rõ ràng,
thánh vực thất trọng đỉnh phong, bình thường nửa bước động hư cảnh, cũng rất khó vượt qua, khảo hạch một tiểu gia hỏa chỉ có nửa bước xuất khiếu cảnh, thế mà bị đánh trực tiếp từ lầu 9 bay ra ngoài, ngay cả năng lực phi hành cũng không có. Dùng sức dụi dụi con mắt, nhìn kỹ nhiều lần, xác nhận không sai, lúc này mới nuốt ngụm nước bọt. Không chỉ hắn không tin, ngay cả Lạc Huyền Thanh cũng mở to hai mắt nhìn. Trương Thuần đè thấp tu vi đã bị cuồng đánh một trận, chẳng lẽ không biết hối cải, vẫn giảm thấp xuống tu vi. Làm như vậy, chỉ sợ không phải đi báo thù, mà là cố ý muốn bị đánh đi. Ầm ầm. Bất quá, thời gian không có để hắn suy nghĩ nhiều, mặt đất lần nữa nổ vang kịch liệt, bốn phía có tám đạo ánh sáng bắn nhanh về phía mái nhà, ngay sau đó một lệnh bài xuất hiện ở trên không trung. Huy chương danh sư bát tinh. Chúc mừng Trương Huyền, khiêu chiến danh sư lâu thành công, tấn cấp danh sư bát tinh. Thanh âm vang vọng toàn bộ thánh tử điện, giống như kinh lôi, truyền thấu bốn phương. Trương sư, thông qua được khảo hạch danh sư bát tinh. Trong gian phòng, Trương Cửu Tiêu đang thu dọn đồ đạc ngừng lại. Trần Nhạc Giao đang tu luyện, thân thể cũng cứng ngắc, đôi mắt đẹp tràn đầy khó tin. Thời điểm đối phương tới thánh tử điện, mới thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh đỉnh phong, thực lực so với nàng cũng thấp hơn không ít, ngắn ngủi không đến một tháng, trực tiếp thành danh sư bát tinh. Chính tai nghe, cũng cảm thấy khó tin. Một màn như vậy phát sinh ở toàn bộ thánh tử điện, đặc biệt là tu luyện giả cùng Trương Huyền chung một chỗ thông qua khảo hạch đi vào thánh tử điện, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Ngay cả Triệu Hưng Mặc, cũng sững người tại nguyên chỗ, một câu nói không ra lời. Mặc dù cảm thấy Trương Huyền này thiên phú không tồi, khả năng thành tựu không thấp, vẫn nằm mộng cũng nghĩ không ra, tới thánh tử điện không đến một tháng, một khóa chưa lên, cũng đã thông qua khảo hạch bát tinh, trở thành danh sư bát tinh chân chính. Trở thành danh sư bát tinh chân chính, tương đương với đã đứng ở đỉnh phong nhất của toàn bộ đại lục, hoàn toàn có tư cách tiến nhập nội viện. Sư huynh, thật lợi hại. Miệng của Phùng Tử Giật cũng khép lại không được. Trước đó còn nghĩ, đều là sư huynh đệ, chỉ cần chịu cố gắng, khẳng định có thể vượt qua, nghe được thanh âm này mới hiểu, đã bị vượt ra không biết bao xa, muốn đuổi theo, đã không làm được. Khó trách lão sư còn có thể thu hắn làm đệ tử. Lão sư vốn nói chỉ thu một mình hắn, sẽ không thu đồ, kết quả lại nhiều hơn một vị, loại thiên phú này, quả thực có thể khiến người ta động tâm. Hô! Một đạo lực lượng đặc thù tràn vào thân thể, Trương Huyền đưa tay lên, nắm huy chương bát tinh vào lòng bàn tay. Chỉ bằng vào thực lực của hắn bây giờ, không phải đối thủ của đối phương, sở dĩ có thể đánh bại dễ dàng, đương nhiên là phân thân đánh. Hấp thu lôi đình, thực lực của phân thân mạnh hơn, cho dù Trương Thuần là thánh vực thất trọng đỉnh phong, cũng bị một quyền đánh dán ở trên tường, sau ba quyền, hôn mê bất tỉnh, từ trên lầu té xuống. Bát tinh. Cúi đầu nhìn về phía huy chương trong lòng bàn tay, Trương Huyền tràn đầy hưng phấn, vừa định thu vào nhẫn, đột nhiên lông mày nhíu lại, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Điện chủ lệnh. Giờ phút này tấm lệnh bài kia, đang tản ra ánh sáng ôn nhuận, dường như phía trên có một loại phong ấn nào đó đang chậm rãi mở ra. Chương 2682, vị trí xương ngực của ngoan nhân 1. Điện chủ lệnh, cần 3 điều kiện mới có thể triệt để kích hoạt. Thứ nhất, cấp bậc danh sư đạt tới bát tinh. Thứ hai, tu luyện minh lý chi nhãn tới cảnh giới tứ trọng kim cương nộ mục, phục hổ hàng ma. Thứ ba, tu vi đạt tới thánh vực bát trọng. Hai cái còn lại còn có chút chênh lệch, nhưng cấp bậc danh sư đạt tới bát tinh, hiển nhiên đã kích hoạt lên quyền hạn cùng lực lượng nhất định. Biết lúc này không phải thời điểm nhìn kỹ, đều thu hai lệnh bài vào nhẫn, Trương Huyền mới từ không trung chậm rãi bay xuống. Chúc mừng Trương sư thông qua danh sư lâu khảo hạch, đánh vỡ ghi chép vạn năm qua của thánh tử điện. Đi tới trước mặt, đến bây giờ chiêm sư còn không dám tin tưởng. Khoảng 20 phút xông qua 9 tầng, sức một mình khiêu chiến 9 vị thiên tài, coi như tiểu công chúa trước đó, cũng không có loại năng lực này. Hiện tại có thể tiến nhập nội viện chưa? Trương Huyền mỉm cười. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đi mà nói, hiện tại liền mang ngươi tới. Chiêm sư nhẹ gật đầu. Chẳng qua cái này cùng bên ngoài, không có khác nhau quá nhiều, chỉ là linh khí khá sung túc mà thôi. Làm phiền chiêm sư. Trương Huyền ôm quyền. Thấy hắn khăng khăng, ngay cả nghỉ ngơi cũng không, chiêm sư tràn đầy bội phục, không nói thêm lời, thân thể nhoáng một cái, đi thẳng về phía trước, Trương Huyền theo sát phía sau. Trương sư. Vội vàng đi theo tới, Lạc Huyền Thanh muốn trước nói rõ sự tình một lần, cuối cùng vẫn ngừng lại. Ngươi trước đi nội viện nhìn một chút, ban đêm ta lại đi tìm ngươi.
để hắn tự mình ra tay chém giết người muội muội ưa thích, không thể rêu rao, nơi này nhiều danh sư cùng cao thủ am hiểu linh hồn như vậy, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao, là việc xấu trong nhà. Tốt, thấy tu vi của đối phương đã triệt để củng cố, Trương Huyền gật đầu cười, theo sát ở sau lưng chiêm sư, bay lượn mà đi. Nội viện của Thánh Tử Điện, không ở trong năm điện đường, mà là trong một hồ nước rời xa rất nhiều kiến trúc. Lấy ra một lệnh bài, chiêm sư nhẹ nhàng ở trên mặt hồ vạch một cái, một phong ấn bị giải khai, ngay sau đó một cánh cửa khổng lồ từ mặt nước chậm rãi nâng lên, nhộn nhạo lực lượng không gian. Không gian khống chế thật cường hãn. Nhìn thấy cánh cửa này cùng bốn phía, Trương Huyền nhịn không được nhướng mày. Diễn không thiên thư, hắn đã lĩnh ngộ đến tam trọng, đối với không gian có trải nghiệm rất sâu, cái trước mắt này, Minh Lý chi nhãn cũng không nhìn thấy, thậm chí không có chút phát giác nào, nói rõ người bố trí ra cánh cửa này, nắm giữ không gian, ít nhất đạt tới tứ trọng đỉnh phong, thậm chí ngũ trọng. Loại cường giả này bố trí ra không gian, đã có tính ổn định cực mạnh, đừng nói dò xét, coi như tìm được, không có thủ lệnh đặc thù, bằng vào thực lực của hắn, cũng rất khó mở ra. Đây là thông đạo cùng huy chương đại biểu thân phận tiến nhập nội viện. Cửa xuất hiện, chiêm sư đưa lệnh bài tới. Trương Huyền nhận lấy, khẽ vuốt mặt ngoài, ngay sau đó nhìn thấy phía trên điêu đầy đủ loại hoa văn, cùng những thứ ở phong ấn dị linh tộc, giống nhau như đúc. Tất cả đều là trận văn không gian, nhỏ máu nhận chủ, thu lệnh bài vào nhẫn. Đi vào đi. Chiêm sư đi đầu vào cửa, Trương Huyền theo sát. Vừa tiến vào cửa chính, giống như bị không gian trận pháp truyền tống. Sau một khắc, đi tới trong một mảnh kiến trúc. Linh khí nơi này, so với Thánh Tử Điện còn muốn nồng nặc tiếp cận gấp đôi, linh khí giống như thực chất tụ lại, nhẹ nhàng vồ một cái, liền có thể ngưng tụ thành giọt nước, hình thành linh dịch. Chương 2683, vị trí xương ngực của ngoan nhân 2. Trước đó ở Hồng Viễn Học Viện, là vật vô cùng chân quý, ở đây khắp nơi có thể thấy được. Quả nhiên là thánh địa tu luyện. Trương Huyền cảm khái một tiếng. Linh khí càng nồng đậm, tu luyện liền càng nhanh, linh khí nơi này, như là thực chất, lỗ chân lông toàn thân mở ra, không cần tu luyện, cũng sẽ chủ động chui vào, chuyển hóa thành chân khí, để tu vi chậm chạp tăng trưởng. Nếu ngay từ đầu hắn ở chỗ này, coi như khỏi cần linh thạch, thời gian một năm cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới thực lực bây giờ, thậm chí cao hơn. Khó trách thánh nhân quý tộc nhiều thiên tài như vậy, từng cái tuổi còn trẻ liền có tu vi không yếu, trên tài nguyên điều kiện dồi dào. Lại thêm thiên phú bản thân, muốn không có thành tựu cũng khó khăn. Nội viện trọng yếu nhất không phải linh khí, mà là nội tình cùng bầu không khí, ở đây tu luyện, ý niệm càng thêm rõ ràng, tinh thần càng thêm nhạy cảm. Bất kể tu luyện hay học tập, đều sẽ càng thêm nhanh chóng. Nhìn ra hắn chấn kinh, chiêm sư giải thích. Trương Huyền gật đầu. Nơi này là lúc trước bốc thương cổ thánh tự mình sắp đặt, có lưu lại lý niệm của Khổng sư, càng gia trì lực lượng vô số thiên tài học sinh hơn vạn năm qua. Khí tức văn hóa nồng đậm, để cho người ta tiến vào bên trong, liền kìm lòng không được muốn học tập, tu luyện, tranh thủ đi cao hơn. Đi qua tham kiến tượng khôi thánh đi. Để hắn ở nguyên chỗ cảm thụ một hồi, chiêm sư nói. Khôi thánh. Mặc dù nơi này là bốc thương cổ thánh lưu lại, nhưng có thể duy trì đến bây giờ, hơn nữa bồi dưỡng ra vô số thiên tài, là công lao của khôi thánh. Chiêm sư giải thích. Không gian gấp, tính ổn định rất trọng yếu. Đặc biệt là loại địa phương linh khí dồi dào này, muốn duy trì, nhất định phải có đủ loại trật tự, không có khôi thánh trấn thủ, khẳng định sớm sụp đổ không biết bao nhiêu lần. Trương Huyền gật đầu. Không gian gấp, thật giống như bóng bay, không duy trì mà nói, đừng nói tăng trưởng, thời gian dài cũng sẽ xẹp xuống. Tỷ như không gian hắn dùng để chứa đựng sinh mệnh, cho tới nay đều là thiên nghĩ phong mẫu duy trì, nếu không, cũng không có khả năng củng cố đến nay. Sơn môn trước đó, cũng là như vậy. Tượng khôi thánh vỡ vụn, không có duy trì bao lâu, liền triệt để sụp đổ. Trước mắt cái này, linh khí càng thêm sung túc, dung chuyển tự nhiên càng thêm kịch liệt, có thể duy trì vạn năm mà không xuất hiện sai lầm, nhất định có một cỗ ý niệm cường đại trấn thủ. Đi tới trước mặt một pho tượng to lớn, mặc trường bào, khuôn mặt mang theo nho nhã, cùng trước đó ở sơn môn nhìn thấy khôi thánh, giống nhau như đúc, tản mát ra khí tức để cho người ta sợ hãi thán phục. Dù không giống ở trong sơn môn, ngưng tụ ý niệm xuất hiện, nhưng toàn bộ tượng đá, lại tựa như có linh tính, nhìn một cái, liền có cảm giác thể hồ quán đỉnh, để cho thần trí của người ta trở nên càng thêm thanh minh. Không hổ là Thánh Tử Điện điện chủ đời thứ nhất. Vẻn vẹn một pho tượng, liền để tâm hắn kính sợ,
Khôi Thánh khi còn sống, thực lực nhất định vượt xa vị quyền điện chủ trước mắt này không biết bao nhiêu. Tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Không nói rốt cục mạnh đến mức nào, chỉ là bồi dưỡng vô số cường giả, để nhân tộc hưng thịnh vài vạn năm, không bị dị linh tộc xâm hại, đã làm cho người bội phục cùng tôn kính. Huống chi, còn chiếm được truyền thừa của hắn, học tập cửu u thần đồng. Đáng tiếc, mấy ngày nay nhìn nhiều sách như vậy, vẫn chưa tìm được thư tịch về nhãn thuật, nếu không, sớm đã để bộ công pháp này thành thiên đạo cấp, cố gắng tu luyện. Chủ nhân, ta cảm ứng được, xương ngực của ta, đang cảm khái, thanh âm của ngoan nhân ở trong thiên đạo chi thư truyền vào trong óc. Ở nơi nào, tiến vào nội viện gấp gáp như vậy, mặc dù là vì Lạc Nhược Hy, nhưng cũng có một phần rất lớn là vì khôi phục ngoan nhân, nghe được tìm ra xương ngực, con mắt của Trương Huyền nhìn không được sáng lên. Ngay ở trong pho tượng này, trong thanh âm của ngoan nhân mang theo run rẩy. Chương 2684, công pháp lâm 1. Nơi này, Trương Huyền sửng sốt, tràn đầy khó tin. Nếu như đối phương nói, chứa đựng ở trong điện đường nào, hoặc bị phong ấn ở một địa phương nào đó, đều cảm thấy bình thường, nhưng ở trong pho tượng Khôi Thánh. Cái này sao có thể? Khôi Thánh là cổ thánh, thân truyền của Bốc Thương cổ thánh, đồ tôn của Khổng Sư, điện chủ đời thứ nhất của Thánh Tử Điện, đối với dị linh tộc, sớm đã hận thấu xương, hận không thể diệt sạch sẽ. Ngoan nhân thân là người mạnh nhất trong tộc này, dù bỏ mình, nhưng trong khung xương, nhất định cũng ẩn chứa lực lượng đặc thù, nhân tộc không dung, không phong ấn, không che giấu, đặt ở trong pho tượng của mình. Xem như hắn, đều cảm thấy khó có thể lý giải được. Mấu chốt nhất là, dung hợp khung xương của ngoan nhân, tượng trước mắt chẳng những không có khí tức sát lục, ngược lại cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận nho nhã, đến cùng làm sao làm được. Người có cảm ứng sai hay không? Trong lòng nhìn không được hỏi. Không phải hắn không tin, mà là loại khả năng này thực sự quá nhỏ. Dù sao, Khôi Thánh không có khả năng nắm giữ thiên đạo thư viện, càng không có khả năng nắm giữ thiên đạo chi thư, lực lượng danh sư cửu tinh áp chế ngoan nhân, cũng không thể phát giác, minh lý chi nhãn cũng nhìn không ra. Đổi lại trước khi dung hợp đầu lâu, có thể sẽ cảm ứng sai, nhưng bây giờ, tuyệt đối sẽ không. Trong giọng nói của ngoan nhân tràn đầy khẳng định, không có dung hợp đầu lâu, trí nhớ không được đầy đủ, không dám xác định, mà bây giờ, 100% khẳng định, xương ngực của hắn, tuyệt đối ở trong pho tượng trước mắt, không có bất kỳ cái gì do dự. Cái này, thấy hắn xác định như thế, Trương Huyền nhíu nhíu mày. Ta xem một chút, minh lý chi nhãn nhúc nhích, nhìn kỹ qua. Một lát sau, lắc đầu. Các đời điện chủ cũng không có nhìn ra, minh lý chi nhãn của hắn cảnh giới thấp hơn, tự nhiên càng phát giác không ra cái gì. Bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng đụng góc áo của tượng đá một cái. Hô! Một quyển sách xuất hiện ở trong óc. Tượng đá nội viện của Thánh Tử Điện, do Khôi Thánh tự mình chế tạo, thiên thanh thạch dung hợp ý niệm cổ thánh và xương ngực ngoan nhân tạo thành, trấn áp không gian nội viện, ổn định linh khí. Trong thư tịch ghi chép kỹ càng nguồn gốc cùng nội dung của pho tượng kia. Quả nhiên ở bên trong, Trương Huyền nhíu mày càng chặt. Thiên đạo thư viện sẽ không sai lầm, nói rõ xương sườn của ngoan nhân, quả thực ở trong tượng. Dung hợp khung xương của cường giả dị linh tộc, tới ổn định không gian nội viện, nhưng không có khí tức dị linh tộc mảy may. Để hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Trương sư, thấy hắn thất thần, chiêm sư hô lên. À, mới vừa bị phong thái của Khôi Thánh chấn kinh, có chút thất thần, mong được tha thứ. Trương Huyền vội vàng ôm quyền. Mặc kệ là ngoan nhân, hay khung xương, cũng không thể nói ra, chuyện này, nhất định phải biết rõ ràng lại nói. Không sao, lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng của Khôi Thánh, ta cũng chấn kinh rất lâu, cảm giác giống như một vị sư trưởng, đứng ở trước mặt, truyền thụ cho ta kiến thức. Chiêm sư vẫn chưa phát hiện dị thường, mà tràn đầy cảm xúc nhẹ gật đầu. Trương Huyền lên tiếng, đột nhiên sửng sốt, trong lòng có một ý nghĩ xông ra. Chương 2685, công pháp lâm 2. Khung xương này đã bị Khôi Thánh đặt ở trong tượng đá, bị thánh nhân trấn áp, liền cho thấy, không có cách nào sinh ra ý niệm mới. Trước đó bất kể là trái tim, xương ngón tay hay đầu lâu, đều nắm giữ ý niệm thuộc về mình, hiện tại khung xương này bị tượng đá bao phủ ở bên trong, hẳn là không sinh ra ý niệm thuộc về mình, ngoan nhân thật muốn thôn phệ sẽ đơn giản không ít. Bất quá đối ứng, cũng càng thêm phiền phức. Muốn thôn phệ, nhất định phải hủy tượng đá, mà hủy tượng, toàn bộ nội viện sẽ sụp đổ. Bất kể bên nào, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy.
Đúng rồi, Chiêm sư, không biết nội viện có các loại địa phương như công pháp điện hay không, hiện tại ta đạt đến nửa bước lĩnh vực cảnh, còn không có học qua pháp quyết lĩnh vực cảnh. Nội viện không có loại địa phương này, chẳng qua lại có công pháp lâm, trong đó ẩn chứa vô số tiền bối lưu lại truyền thừa, tất cả học viên mới của nội viện đều sẽ tiến vào bên trong, có thể được cái gì, sẽ được cái đó, nhìn tạo hóa cùng vận khí của mình. Chiêm sư nhẹ nhàng cười một tiếng. Công pháp lâm. Đúng vậy, công pháp có thể thu ghi chép vào nội viện, cơ bản đều đạt đến thánh vực hậu kỳ hoặc đỉnh phong, nhưng mỗi học sinh nội viện, thể chất khác biệt, thích hợp pháp quyết cũng không hoàn toàn giống nhau, có chút pháp quyết, người tu luyện, có thể đạt tới đỉnh phong, cùng cấp bậc vô địch, nhưng những người khác tu luyện, làm không cẩn thận sẽ hỏa nhập ma. Giáo dục không phải phục chế, không phải môn bản in ấn, bởi vậy, công pháp cũng không phải càng lợi hại càng tốt, mà là thích hợp bản thân. Chiêm sư giải thích nói, công pháp lâm, chính là địa phương để cho người ta lựa chọn. Chỉ cần là học sinh tiến vào nội viện, đều có một lần cơ hội lựa chọn, có một ngày tiến hành tìm kiếm, một khi lựa chọn, sẽ không cách nào sửa đổi. Thì ra là thế. Trương Huyền gật đầu. Công pháp giống như chức nghiệp, có ít người thích hợp có ít người không thích hợp, cần lựa chọn, mà không phải cứng rắn truyền vào. Khổng sư chủ trương tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chính là yêu cầu lão sư phải căn cứ mỗi người khác biệt, thích hợp sửa đổi phương pháp dạy học, mà không phải nhồi cho vịt ăn. Trương sư muốn học tập mà nói, ta có thể mang ngươi tới. Thấy hắn rõ ràng, Chiêm sư nói. Đa tạ. Trương sư gật đầu. Đi tới nội viện, cũng biết vị trí khung xương của ngoan nhân, hiện nay càng quan trọng hơn là, nhanh chóng tăng thực lực lên. Lạc Nhược Hy đã bị người Lạc gia cấm túc, thì chắc chắn sẽ không ở đây, phí công tìm kiếm. Còn không bằng mau chóng tăng lên, nắm giữ lực lượng giải quyết chuyện này. Mời đi theo ta. Chiêm sư dẫn đường. Chỉ chốc lát, đi tới một địa phương tràn đầy bia đá, từ xa nhìn lại, tựa như nghĩa địa. Đây là công pháp lâm, mỗi một bia đá đều đại biểu một loại pháp quyết, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, chậm rãi đi về phía trước, đi đến phần cuối, công pháp thích hợp bản thân sẽ tự động nhảy ra, không thích hợp coi như thủ đoạn nhiều hơn nữa, thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào cưỡng ép luyện tập. Thật muốn làm như vậy, ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng, được không bù mất. Chiêm sư nhắc nhở một câu. Tự động nhảy ra. Trương Huyền có chút hiếu kỳ. Công pháp tự mình nhảy ra còn là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia nhìn thấy, đều là ghi lại ở trên thư tịch, chỉ có thể chủ động học tập. Đúng vậy, công pháp lâm không chỉ lưu lại công pháp, còn để lại ý niệm tiên tổ, cùng lý giải đối với pháp quyết. Người đi hết một lần, những ý niệm này sẽ cảm ứng được. Thể chất của ngươi cùng pháp quyết đang tu luyện, không phù hợp với mình, không đạt tới điều kiện, coi như muốn cưỡng ép học tập, cũng không cách nào nhìn hiểu ghi nhớ nội dung. Đây cũng là vì phòng ngừa hậu bối tham công liều lĩnh, tham thì thâm. Chiêm sư tiếp tục nói. Mặc dù đối phương là danh sư bát tinh, nhưng vẫn quá trẻ tuổi, nhịn không được liên tục nhắc nhở. Biết đây là bệnh làm nhảm tất cả lão sư đều có, hắn cũng thường xuyên nói với học sinh như vậy, Trương Huyền mỉm cười gật đầu. Ta vào xem. Rõ ràng công pháp lâm này là chuyện gì xảy ra, không do dự nữa, hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào phía trong. Chương 2686, Thánh vực lục trọng đỉnh phong 1. Công pháp lâm chỉ có một con đường, hai bên đều là bia đá, nhìn kỹ lại, chỉ thấy phía trên điêu khắc một ít thân ảnh, như đang diễn luyện một loại võ học cao thâm nào đó. Những thân ảnh này động tác chậm chạp, giống như mang theo một tầng sương mù, coi như cẩn thận quan sát. Trong thời gian ngắn cũng rất khó nhận rõ ràng đến cùng tu luyện cái gì. Bất quá Trương Huyền không cần nghiên cứu, mà trong lòng hô khẽ thiếu hụt, lần nữa nhìn sang. Huyễn Chân Huyền Long Công, Liệt Dương Chân Hỏa Quyết, Huyền Minh Tổ Kình, Liễm Diễm Thần Công. Từng quyển thư tịch xuất hiện ở trong óc, những cái này không riêng gì lĩnh vực cảnh, còn có một số đạt đến nhập hư cảnh, cấp bậc đều cực cao, dựa theo tu luyện. Cũng có thể làm cho tu vi tiến bộ rất nhanh, nắm giữ sức chiến đấu vượt qua người thường. Có thể đi vào nội viện đều là thiên tài, lưu lại những công pháp này, càng là thiên tài trong thiên tài, tồn tại dẫn đầu một thời đại. Một bên cảm khái, một bên hướng về phía trước. Thu công pháp vào thư viện, chẳng mấy chốc sẽ trở thành kiến thức của hắn, là tốt là xấu, hết sức rõ ràng. Dù so ra kém công pháp tuyệt đỉnh giống như diễn không thiên thư, nhưng ở cấp bậc danh sư bát tinh, tuyệt đối được cho đỉnh tiêm. Bất kỳ một bộ nào truyền đi, chỉ sợ đều sẽ gây nên oanh động cực lớn, để vô số người tranh đoạt. Muốn tiến vào nội viện của Thánh Tử Điện, chỉ cần chức nghiệp đối ứng đạt tới bát tinh là được,
Bích Hồng Âm là chức nghiệp ma âm, cũng có thể tới học tập, chỉ từ điểm ấy, cũng có thể thấy được lòng dạ của Thánh Tử Điện, chân chính làm được hữu giáo vô loại. Còn vì sao không cho học viên bình thường học tập, công pháp cao thâm, thiên tư không đủ, cưỡng ép học tập, không những sẽ không tăng lên nhanh chóng, còn mang đến tai họa ngầm càng lớn, cuối cùng dẫn đến kết quả ai cũng khó mà dự liệu. Thật giống như hài tử một ngày ba bữa đều rất khó đủ no, đột nhiên đưa vào gia đình giàu có, để hắn hưởng thụ xa xỉ vượt qua tưởng tượng, chẳng những không có bổ ích, còn có tai hại cực lớn, một khi lần nữa trở lại điểm xuất phát, sẽ lập tức sinh lòng tuyệt vọng, còn muốn tiến bộ, càng khó. Người khác một ngày, nhiều nhất ghi nhớ một bộ công pháp, công nhận một đạo pháp quyết, mà ta, có thể sưu tập tất cả công pháp lại. Nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng Trương Huyền nâng lên. Nơi này công pháp hỗn tạp, trong rất nhiều tấm bia đá, thậm chí có lưu lại ý niệm của người sáng tạo công pháp, đừng nói học sinh mới tới nội viện, coi như chiêm sư muốn học tập toàn bộ, cũng làm không được. Nhưng hắn không giống, chỗ ánh mắt đến, công pháp tự động thu vào, thậm chí ngay cả thiếu hụt cũng ghi chú ra, không tồn tại vấn đề có nguyện ý hay không. Chỉ cần hắn muốn, có thể thu thập toàn bộ công pháp, trở thành đồ vật của mình. Chậm rãi đi về phía trước, không ngừng thu vào. Toàn bộ công pháp lâm, vài vạn năm tích lũy, đủ loại công pháp chừng hơn ngàn quyển, thời gian không dài, liền đi tới phần cuối. Dung hợp, tinh thần Trương Huyền khẽ động. Hai quyển thư tịch xuất hiện ở trong thức hải, chính là công pháp lĩnh vực cảnh cùng nhập hư cảnh. Mở ra nhìn một lần, Trương Huyền lắc đầu. Lĩnh vực cảnh giống như dự đoán, đạt đến thiên đạo cấp, nhập hư cảnh vẫn còn có vài chỗ thiếu hụt, rõ ràng là sưu tập số lượng thư tịch không đủ. Trương sư, thế nào? Một cái cũng không công nhận. Thấy hắn từ công pháp lâm đi ra, một chút dị thường cũng không có, chiêm sư nhăn mày lại. Vị trước mắt này bất kể thiên phú hay thực lực, đều đạt đến tình trạng kinh diễm, vì sao công pháp lâm một cái công nhận cũng không có, đi một vòng, một bộ công pháp cũng không có học được. Ta không có vận chuyển công pháp. Trương Huyền cười cười. Hắn chỉ tùy tiện nhìn một chút, thuận tiện thu bí tịch, vẫn chưa vận chuyển công pháp, không bị công nhận cũng rất bình thường. Lại nói, hắn tu luyện là thiên đạo công pháp, những tiên tổ đuôi mù kia, dám công nhận bản thân sao? Qua công pháp lâm, nhất định phải vận chuyển công pháp, chỉ có như vậy, mới có thể được tiền bối công nhận, học được bí kỹ càng cao thâm hơn, chỉ đi một vòng như vậy. Cái gì cũng xem không hiểu, là không có một chút tác dụng nào. Chiêm sư vội vàng nói. Không sao, ta đã đạt được mong muốn, nơi này có tính thất nào có thể tu luyện không? Ta tiêu hóa một chút, tiến hành tu luyện. Hẳn là sẽ để thực lực tiến bộ. Biết giải thích nhiều, đối phương cũng khó có thể lý giải, Trương Huyền chẳng muốn nói nhiều. Tính thất, bên kia có một cái, phía trong có tụ linh trận, còn có thể hội tụ linh khí. Chương 2687, Thánh vực lục trọng đỉnh phong 2. Chiêm sư chỉ, công pháp lâm, nếu là chỗ học tập, tự nhiên sẽ có nơi lĩnh ngộ đột phá, Trương Huyền nhẹ gật đầu, xoay người đi tới, đẩy cửa đi vào gian phòng. Là chỗ chuyên môn dùng để tu luyện, linh khí càng thêm sung túc, ngăn cách tất cả thanh âm cùng dò xét, bảo đảm yên tĩnh tuyệt đối. Ngồi xuống, nhìn một hồi, phát hiện tuyệt đối an toàn, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, cổ tay khẽ đảo, linh thạch tuyệt phẩm mà Tôn Cường cùng Trương Thuần cho, toàn bộ lấy ra ngoài. Tu vi càng cao, thiên đạo công pháp nhu cầu linh khí cũng càng cao, 10 viên linh thạch tuyệt phẩm này, xung kích lĩnh vực cảnh đỉnh phong, hẳn là đủ. Nắm chặt linh thạch. Công pháp lĩnh vực cảnh chậm rãi chảy xuôi ở trong đầu, điều chỉnh không biết bao lâu, tinh thần khẽ động. Cô cục cục. Linh khí như vỡ đê tràn vào kinh mạch toàn thân, thay đổi thành thiên đạo chân khí, tư dưỡng toàn thân. Tạch tạch. Cũng không lâu lắm, quả nhiên đột phá nửa bước lĩnh vực cảnh ràng buộc, lĩnh vực nguyên bản 1 mét, nhanh chóng bạo tăng, rất nhanh liền đạt đến phạm vi 10 mét. Không chỉ như vậy, lĩnh vực của hắn so với lĩnh vực của tu luyện giả bình thường càng thêm sền sệt. Dây nặng, để cho người ta rơi vào trong đó, sẽ có cảm giác khó mà chạy trốn, như bị dây thừng vây khốn. Dù phạm vi chỉ 10 mét, nhưng luận chất lượng lĩnh vực, so với cường giả lĩnh vực đỉnh phong cũng không hề yếu. Tiếp tục, biết thiên đạo công pháp thần kỳ, Trương Huyền cũng không có gì phải kinh ngạc, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục tu luyện, tu vi cả người cũng ở dưới chân khí vận chuyển, nhanh chóng tăng thêm, càng ngày càng mạnh. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Lĩnh vực cảnh trung kỳ, lĩnh vực cảnh hậu kỳ, lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Sau 2 canh giờ, thực lực đã đạt đến thánh vực lục trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến thất trọng, cũng chỉ kém một tia.
tu vi đột phá, lĩnh vực đạt đến phạm vi 50 mét, so với cường giả lĩnh vực cảnh đỉnh phong bình thường 20 mét, thì mạnh mẽ hơn gấp đôi. Không chỉ như vậy, còn tự thành không gian, thần thức của người ngoài tiến vào bên trong, sẽ tự động ngăn cách, tựa như rơi vào không gian gấp, chỉ bằng điểm này, liền biết lĩnh vực của hắn đã không kém thánh vực thất trọng nhập hư cảnh. Thực lực bây giờ, coi như không cho phân thân ra tay, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép Trương Thuần. Trương Huyền mỉm cười, trong lòng phỏng đoán. Thực lực đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, nhập hư cảnh Trương Thuần, đã không phải đối thủ, lần nữa giao chiến mà nói, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép, không cần tiếp tục giống trước đó bị động như vậy. Bất quá, Trương Thuần bị phân thân đánh một trận tơi bời, hiện tại khẳng định còn không có khôi phục, lại thêm Lạc Huyền Thanh đã đột phá nhìn chằm chằm, hẳn là không cần mình ra tay, cũng không có tháng ngày tốt lành gì. Linh khí của linh thạch tuyệt phẩm quả nhiên sung túc, tấn thăng một đại cấp, thế mà chỉ dùng 8 viên. Không hổ là linh thạch tuyệt phẩm, ngay cả đám người Lạc Huyền Thành cũng không có nhiều, linh khí độ tinh thuần, vượt xa tưởng tượng, vốn cho rằng 10 viên miễn cưỡng có thể, không nghĩ tới chỉ dùng 8 viên, đã đột phá thành công. Hắn bên này từng bước tu luyện, tấn thăng thực lực, chiêm sư đứng ở bên ngoài lại mày nhíu. Học viên khác, đi vào công pháp lâm, tất cả đều dùng sức vận chuyển công pháp, mong đợi thu hoạch được công nhận, vị này ngược lại tốt, tùy tiện nhìn một chút liền bế quan. Chẳng lẽ không nhìn chúng những pháp quyết kia? Chẳng lẽ hắn nói dối, trên thực tế vận chuyển công pháp, lại không đạt được một tiền bối công nhận? Trong lòng nghi ngờ, nhịn không được nhìn sang rất nhiều bia đá trước mắt kia. Mới nhìn liếc mắt, không tự chủ được ngừng lại. Chỉ thấy hình vẽ điêu khắc trên tấm bia đá, giống như thấy được cái gì để bọn hắn kính sợ, lại không biểu thị công pháp, mà từng cái trốn ở trong góc bia đá, run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Áp chế công pháp. Sinh lòng kính sợ, đây là công pháp cổ thánh, chẳng lẽ, vị trương sư này, đạt được cổ thánh thân truyền. Con người co rụt lại, nắm đấm chiêm sư siết chặt. Chương 2688, theo ta đi trương gia 1. Công pháp ở công pháp lâm, dù đều rất mạnh, nhưng nhìn căn nguyên, tất cả đều căn cứ vào đám người khôi thánh truyền thừa. Nguyên nhân chính là như vậy, một khi xuất hiện công pháp cấp bậc cổ thánh, ý niệm trên tấm bia đá sẽ tự động bị áp chế. Sinh lòng kính sợ. Vị trương sư này quay một vòng, văn tự biến thành như vậy, chẳng lẽ tu luyện loại pháp quyết cấp bậc này? Nguyên nhân chính là như vậy, mới không để ý những công pháp khác, cái gọi là học tập, chỉ là tham khảo. Dương sư đã đạt tới loại trình độ này ư? Trong lòng phỏng đoán, tràn đầy kính sợ. Vị trương huyền này là học sinh của Dương sư, có thể học được loại công pháp cấp bậc này, liền cho thấy, Dương sư có khả năng đạt đến loại cảnh giới kia, hoặc là đạt được cổ thánh chân chính truyền thừa, bất kể bên nào, đều tuyệt không phải hắn có thể vọng đoán. Chuyện này ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài. Lông mày nâng lên, chiêm sư âm thầm cảnh giác. Nếu như suy đoán là thật, chờ Trương Huyền đi ra, nhất định phải cố gắng dặn dò, tuyệt đối không nên tùy ý hiển lộ công pháp, nếu không, bị dị linh tộc hoặc một ít chức nghiệp giả sinh lòng ác ý phát hiện, sinh mệnh sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hiện tại dù hắn đạt đến thánh vực cửu trọng chân chính, nhưng trên thực tế lại chỉ là nửa bước danh sư cửu tinh chân chính, là tồn tại vượt qua thánh vực cửu trọng. Đạt tới loại thực lực này, nghe nói có thể có được thiên địa chi hỏa rèn luyện, bất kể thân thể hay linh hồn, đều sẽ được tẩy lễ, thậm chí ngay cả tuổi thọ, cũng sẽ lần nữa tăng thêm. Loại tu vi này, đã bách độc bất xâm, coi như trước kia thật trúng độc, cũng có thể bị thiên hỏa thiêu đốt sạch sẽ, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nguyên nhân chính là như vậy, những năm này, hắn vẫn luôn muốn xung kích, đáng tiếc. Đã lâu như vậy, ngay cả thánh vực cửu trọng trung kỳ cũng không có đạt tới. Loại cảnh giới này, tùy tiện đề thăng một chút, cũng có bay vọt to lớn, sẽ không dễ dàng giống như trước đây. Kẹt kẹt. Trong lòng đang cảm khái, chỉ thấy tính thất mở rộng, một bóng người đi ra. Trương sư, thực lực của ngươi. Quay đầu nhìn, con mắt lập tức trợn tròn, thân thể chiêm sư nhoáng một cái, suýt chút nữa trực tiếp ngã sấp xuống. Đối phương đi vào hai canh giờ, sao tu vi từ nửa bước lĩnh vực cảnh, trực tiếp đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Cái này tương đương với tấn thăng một đại cấp bậc, cũng quá nhanh đi. Có chút cảm ngộ, cho nên đột phá nhanh chút, về sau có thể sẽ càng ngày càng chậm. Thấy bộ dáng này của hắn, Trương Huyền giải thích. Thiên đạo công pháp, phối hợp đầy đủ linh thạch, tiến bộ xác thực đáng sợ, nhưng tu vi càng ngày càng cao, tốc độ tiến bộ rõ ràng so với trước kia càng chậm. Nói như vậy cũng không tính lừa gạt. Tu luyện đột phá nhanh là chuyện tốt,
nhưng cũng phải chú ý có chừng có mực, quá nhanh, rất dễ dàng để chân khí trở nên phù phiếm. Chiêm sư chấn kinh, một lát sau vẫn an ủi nói. Một ít quán đỉnh, kích hoạt huyết mạch cùng thể chất đặc thù, tiến bộ đều rất nhanh, trong thời gian ngắn có thể để tu vi đạt tới đỉnh phong, nhưng thật muốn làm như vậy, tu vi sẽ trở nên phù phiếm, còn muốn tiến bộ, sẽ trở nên rất khó. Thật giống như một số người đánh bạc trúng thưởng lớn, về sau rất khó tiếp tục đi làm công việc dần dần từng bước. Chênh lệch quá lớn, tâm tính sẽ không chịu nổi. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù kích hoạt huyết mạch cùng thể chất, dưới tình huống bình thường, đều là tấn thăng một cấp hoặc vài cấp, sẽ dừng lại một đoạn thời gian, củng cố tu vi, có thể hoàn mỹ phát huy thực lực, lại tiếp tục đột phá. Ta biết, ta đã ở nửa bước lĩnh vực cảnh củng cố hơn một ngày, thời gian không ngắn, cũng nên đột phá. Trương Huyền thản nhiên gật đầu. Một ngày, da mặt co lại, chiêm sư suýt chút nữa ngã sấp xuống, nhịn không được nhìn qua. Ngươi ở thánh vực ngũ trọng củng cố bao lâu? Nửa bước lĩnh vực cảnh, thiên tài bình thường đều cần tiêu tốn thời gian mấy năm củng cố, ngươi một ngày còn kém không nhiều. Mấu chốt trên mặt vẫn là biểu lộ đương nhiên, có cần đánh người như vậy hay không? Thánh vực ngũ trọng, chậm trễ thời gian có chút nhiều, đại khái hơn 20 ngày. Ta đi vào thánh tử điện cùng ngày đột phá xuất khiếu cảnh. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền nói. Hơn 20 ngày. Lần nữa lắc lư, chiêm sư nhìn qua. Vậy, từ lúc ngươi bắt đầu tu luyện tới hiện tại, đại khái hao tốn bao lâu thời gian? Từ khi bắt đầu tu luyện. Không nghĩ tới đối phương có thể hỏi như vậy, Trương Huyền tính toán một chút. Chương 2689, theo ta đi chương ra 2. Đại khái khoảng 13 tháng, hơn một năm. Nếu không phải xuyên qua, ở loại địa phương nhỏ như Thiên Huyền Vương Quốc, mà là ở Thánh Tử Điện, chỉ sợ một tháng liền có thể đạt tới thực lực bây giờ. Thời gian gấp 13 lần, chỉ tưởng tượng, liền cảm thấy cực kỳ tâm tắc. Chiêm sư đột nhiên rất không muốn cùng vị trước mắt này nói chuyện. 13 tháng, từ võ giả tu luyện tới thánh vực lục trọng đỉnh phong. Tốc độ này, so với tiểu công chúa Lạc Gia còn nhanh hơn không biết bao nhiêu, nhìn biểu lộ của tên này, dường như cảm thấy quá chậm. Còn biết xấu hổ hay không? Đúng rồi, chiêm sư, người có công pháp bí tịch thánh vực thất trọng không? Có thể cho mượn xem một chút không? Không để ý tới suy nghĩ trong lòng đối phương, Trương Huyền nói. Tu vi đã đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, nhìn xem còn có thừa tịch không, siêu tập gia nhập hư cảnh, còn thừa lại hai viên linh thạch tuyệt phẩm, thừa cơ đột phá hẳn không có vấn đề, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Công pháp thánh vực thất trọng, loại cấp bậc này. Trên người của ta không có, có điều muốn xem mà nói, vẫn phải đi thông đạo khôi lỗi, xông qua cửa ải, sẽ cho một cơ hội lựa chọn bí tịch. Chiêm sư lắc đầu nói. Loại thực lực như hắn, công pháp thánh vực thất trọng đã không còn tác dụng gì nữa, đương nhiên sẽ không tùy thân mang theo. A hát. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Thông đạo khôi lỗi hắn đi qua một lần, hiện tại toàn bộ thông đạo đều là phế tích, thực không tiện lại đi một chuyến. Bất quá, đối phương không có. Cũng không tiện tiếp tục truy vấn, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy chiêm sư trước mắt nhíu mày, cổ tay lật qua lật lại, một ngọc phù đưa tin xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn tìm ta làm gì? Nhìn ngọc phù, chiêm sư nhíu mày, ngón tay điểm một cái, khuôn mặt trở nên kỳ lạ. Không phải tìm ta, là, muốn gặp ngươi. Gặp ta. Trương Huyền sững sờ. Ai? Kiếm Tần Sinh. Chiêm sư nói. Hắn. Trương Huyền cau mày. Kiếm Tần Sinh chính là hậu bối tử tôn của điện chủ đời thứ tư kiếm Lưu Thủy kiếm quyết, chính là học được từ chỗ đối phương. Lần trước hắn đánh một trận tơi bời, lại không còn tin tức, thế nào ngày hôm nay đột nhiên muốn tìm mình, hơn nữa đưa tin lại truyền đến chỗ chiêm sư. Ra ngoài đi, hắn đang chờ ở bên ngoài. Chiêm sư nói. Vâng. Không biết mục đích của đối phương, có điều cho hắn xem thư tịch không ràng buộc, mới có tu vi kiếm đạo hiện tại. Trong lòng một mực mang theo cảm kích, đã muốn gặp, đương nhiên sẽ không chối từ. Hai người rời nội viện, quả nhiên thấy Kiếm Tần Sinh đang đứng ở trong lương đình bên cạnh cái ao, thấy bọn họ đi tới, ánh mắt sáng lên, vội vàng bay tới. Quyền điện chủ, Trương Sư. Kiếm Tần Sinh ôm quyền. Không biết tiền bối tìm ta làm gì. Hành lễ xong, hàn huyên đôi câu, Trương Huyền mở miệng hỏi. Cái này, là có chuyện muốn làm phiền ngươi. Dừng lại một hồi. Kiếm Tần Sinh mang theo xấu hổ mở miệng. Trương Sư, có thể theo ta đi Trương gia một chuyến hay không? Chương 2690, Trương gia gia tộc đại hội 1. Trương gia,
Trương gia nào? Trương Huyền sửng sốt. Trên đời này còn có Trương gia thứ hai sao? Đương nhiên là Trương gia đứng hàng thứ nhất trong thánh nhân quý tộc rồi. Kiếm Tần Sinh giải thích. Ta muốn đi qua một chuyến, hy vọng Trương sư có thể đi cùng. Ta. Trương Huyền như hòa thượng sờ không thấy tóc. Ta đi qua làm gì? Cũng không phải người Trương gia, đi qua không có ý nghĩa gì nha. Lại nói, vừa đánh Trương Thuần giống như đầu heo, trực tiếp chạy tới xào huyệt của người ta, hắn còn không muốn tráng niên mất sớm như vậy. Là như vậy. Trần chờ một chút, sắc mặt Kiếm Tần Sinh đỏ lên nói. Ta cùng Trương gia Hưng Mộng Kiếm Thánh có chút khúc mắc, từng thể bồi dưỡng hậu nhân vượt qua đối phương. Mấy học sinh của ta ngươi đều gặp qua, thực sự khó gánh nổi trách nhiệm, cho nên, ta hy vọng Trương sư có thể thay ta ra tay. Nếu không phải không có cách nào, tuyệt đối sẽ không phiền phức đối phương. Đều là kiếm đạo đại tông sư, hắn cùng Hưng Mộng Kiếm Thánh, ở Thánh Tử Điện từng có cạnh tranh cùng khúc mắc, kèm theo hắn trở thành trưởng lão, đối phương về gia tộc kế thừa vị trí thay mặt gia chủ. Nên chú ý đến thân phận, không tiện tiếp tục tranh đấu, liền ước định học sinh trong lúc đó tiến hành đọ sức. Trước đó đọ sức qua mấy lần, đều thua rối tinh rối mù. Người Trương gia, bất kể thiên phú hay huyết mạch, thậm chí tốc độ học tập kiếm pháp, đều mạnh mẽ hơn đệ tử của hắn quá nhiều. Vốn là đã không ôm hy vọng gì, nhìn thấy Trương Huyền, vị này họ Trương lại không phải người Trương gia, lần nữa đốt lên lòng tin, mặt dạn mày dày tìm tới. So sánh với vị trước mắt này, tất cả học sinh của hắn đều giống như ếch ngồi đáy giếng, thậm chí ngay cả hắn cũng kém xa tít tắp. Ý tứ của ngươi, là để cho ta lấy thân phận truyền nhân kiếm pháp của ngươi, đi khiêu chiến vị kiếm thánh kia. Trương Huyền hiểu được. Mấy học sinh của đối phương, hắn đều gặp, quả thực không lấy ra được. Tạ sư huynh mạnh nhất, cũng bị hắn dùng một sợi tóc đánh bại, năng lực phản kháng cũng không có. Khiêu chiến hắn, thực lực ngươi bây giờ khẳng định còn chưa đủ, ta là muốn ngươi đi khiêu chiến truyền nhân của hắn. Kiếm Tần Sinh mang theo xấu hổ. Đối phương không có cùng hắn học qua một chiêu, ngược lại đưa cho chỉ điểm, hiện tại để hắn giả mạo truyền nhân, quả thực có chút xấu hổ. Cái này, không nghĩ tới đưa ra yêu cầu như vậy, Trương Huyền nhíu mày, không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù hắn rất khó chịu với người Trương gia, muốn đi hắn đánh một trận, cũng là lấy thân phận bạn trai của Nhược Hy đi qua, mà không phải vì người khác. Nếu tiền bối thật muốn báo thù rửa hận mà nói, có thể dựa theo kiếm pháp ta sửa chữa bồi dưỡng truyền nhân, không bao lâu, hẳn là sẽ thành công, không cần thiết gấp gáp như vậy a. Không có trực tiếp cự tuyệt, Trương Huyền nhíu mày nói. Lúc trước hủy gian phòng của đối phương, đồng thời đánh trọng thương, trong lòng có áy náy, liền sửa đổi kiếm pháp, truyền cho Thủy Thiên Nhu. Dựa theo thiên phú và thực lực của đối phương, chỉ cần tu luyện dần dần từng bước, hẳn là không bao lâu sẽ có thuế biến thoát thai hoán cốt, tính như vậy, là thân truyền chân chính thuộc về hắn, càng thêm sư xuất nổi danh. Dù sao hắn tới Thánh Tử Điện thời gian không dài, lại đắc tội không ít người Trương gia, đã sớm bị đối phương hiểu rõ, càng là lấy thân phận học sinh của Dương sư gặp người. Muốn giả mạo, cũng cần đối phương tin tưởng mới được. Trương sư truyền thụ cho kiếm pháp, quả thực cao thâm khó dò, xem như ta học qua cũng được ích lợi không nhỏ. Thủy Thiên Nhu nghiêm túc học tập mà nói, quả thực có thể có tiến bộ kinh người. Chỉ là thời gian không đợi người, Trương gia gia tộc đại hội sắp bắt đầu, một khi bỏ lỡ, cũng không biết phải chờ bao lâu. Dừng lại một chút, Kiếm Tần Sinh nói. Gia tộc đại hội. Trương Huyền kỳ lạ. Chương 2691, Trương gia gia tộc đại hội 2. Bọn họ họp, cùng cái này có quan hệ gì? Ngươi cùng vị Hưng Mộng Kiếm Thánh kia ân oán cá nhân, chọn lúc người ta tổ chức đại hội gia tộc đi qua, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ý định đi qua náo một hồi? Nếu Trương gia thật dễ bắt nạt như vậy, đoán chừng sớm đã bị người tiêu diệt nha. Trương gia gia tộc đại hội, tất cả thiên tài đỉnh tiêm đều sẽ trở về, lúc này đi qua khiêu chiến mà nói, có thể gặp được cao thủ kiếm đạo cường hãn nhất. Chỉ có đánh bại toàn bộ những người này, mới tính là vượt qua đối phương. Kiếm Tần Sinh giải thích nói. Mấu chốt nhất là, ở buổi lễ long trọng như vậy vượt qua đối phương, có thể đánh tan khí thế của bọn hắn, để hắn thừa nhận thất bại. Cái này, Trương Huyền há miệng, vô lực phản bác. Muốn triệt để đánh bại đối thủ đương nhiên là tìm kiếm thời cơ tốt nhất, đại hội gia tộc của đối phương thật không thể thích hợp hơn. Tất cả tộc nhân đều có mặt, một khi chiến thắng, nhất định đả kích khí diễm, lấy đủ mặt mũi. Đương nhiên nếu thất bại, danh dự cũng mất sạch, không có khả năng xoay người. Này bằng với áp lên tất cả vinh dự của bản thân,
đánh đổi thực sự quá lớn, Trương Huyền không dám nhận. Trương Huyền lắc đầu, dừng lại một chút, cuối cùng mở miệng từ chối. Mặc dù để Trương gia khó chịu, là ước muốn của hắn, nhưng mà lúc này đi khiêu chiến, tương đương với cầm vinh dự của Kiếm Tần Sinh đánh cược, thắng tự nhiên vui vẻ, một khi thua, sẽ không còn khả năng xoay người. Mặc dù hắn ra tay muốn thua rất khó, nhưng dính dáng thực sự quá lớn, làm một người ngoài cuộc tốt nhất đừng nhúng tay. Ây! Thấy hắn cự tuyệt, Kiếm Tần Sinh cười khổ. Xem ra là ta nghĩ quá đơn giản, cũng đúng, cái này căn bản không liên quan gì tới ngươi, cự tuyệt cũng rất bình thường, là ta mạo muội. Cùng đối phương chỉ gặp mặt một lần, không những không có truyền thụ cái gì, người ta còn chỉ ra sai lầm của hắn, có thể nói đối phương có ân với mình. Đối đãi ân nhân, chẳng những không có thù lao, còn mở miệng muốn nhờ, không đáp ứng cũng rất bình thường. Tiền bối cũng không cần buồn lòng, nếu như thời gian dồi dào, ta có thể giúp ngươi chỉ điểm Thủy Thiên Nhu một chút, có lẽ nàng ra tay, sẽ có biểu hiện rất tốt. Trương Huyền cười cười. Này cũng không cần làm phiền, đại hội gia tộc của Trương gia, sẽ ở một tháng sau tổ chức, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại ta phải chạy tới, không có thời gian trì hoãn. Kiếm Tần Sinh lắc đầu nói. Mặc dù rất muốn để vị trước mắt này chỉ điểm học sinh, nhưng thời gian đã không kịp. Gia tộc đại hội, một tháng sau, hiện tại còn chưa hết năm, vì sao phải tổ chức đại hội? Trương Huyền tò mò. Trước đó dường như nghe Trương Cửu Tiêu nói sự tình Trương gia tộc đại hội, tựa như là thời điểm ăn Tết, hiện tại mới tháng 10, coi như một tháng sau, cũng chỉ tháng 11, khoảng cách ăn Tết còn có một đoạn thời gian, mở đại hội làm gì? Nghe nói xuất hiện chút biến cố, Trương gia tộc hội trước thời hạn, mục đích là vì hoàn thành thông gia sớm. Suy nghĩ một chút, Kiếm Tần Sinh nói. Bất quá, cụ thể có phải hay không, ta còn không quá xác định. Trước thời hạn hoàn thành thông gia. Con mắt của Trương Huyền đột nhiên nheo lại. Đúng vậy, tựa như là tiểu công chúa Lạc gia có người ưa thích, dẫn đến Trương gia không vui, trước đó định qua tháng 4 sang năm tiến hành hôn lễ, hiện tại hình như định ở thời điểm tân niên. Kiếm Tần Sinh nói ra tin tức mình biết. Tân niên. Trong đầu ầm vang một tiếng, nắm đấm của Trương Huyền không tự chủ được siết chặt. Chương 2692, Trương Cửu Tiêu bái sư 1. Tháng 4 sang năm mà nói, hiện tại là đầu tháng 10, còn có tiếp cận 7 tháng thời gian đi chuẩn bị, dựa theo tốc độ tiến bộ của hắn, trở thành thánh tử điện điện chủ không khó lắm, nhưng thời điểm tân niên mà nói, vẫn chưa tới 3 tháng, quá khẩn trương. Mới vừa nghe nói Lạc gia cấm túc Lạc Nhược Hy, Trương gia liền mở tộc hội. Chẳng lẽ khẩn cấp cưới nàng qua như vậy? Quá không muốn mặt đi. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh, chỉ cảm thấy lửa giận ở trong ngực không ngừng bùng cháy, sắp bùng nổ. Sống lại đến nay, trừ lúc trước Lộ Xung cứu mình gặp hại, đã rất lâu không có tức giận như vậy. Đường đường đại lục đệ nhất gia tộc, không để ý người trong cuộc cảm thụ, mạnh cưới đối phương, quả thực không khác giặc cướp. Vốn còn muốn lưu chút thể diện, không đến mức vạch mặt, đã vô sỉ như vậy, thì đừng trách hắn không khách khí. Trương Sư, thấy cảm xúc của hắn chấn động kịch liệt, Kiếm Tần Sinh cùng Chiêm Sư đều sững sờ nhìn qua. Danh sư bát tinh, tâm cảnh đều cực kỳ siêu nhiên, hoàn toàn có thể làm được Thái Sơn sụp đổ ở trước mặt cũng không thay đổi, sao đột nhiên cảm xúc biến hóa lớn như thế. Ta không sao. Triệt để áp chế nội tâm tức giận, Trương Huyền híp mắt lại, nhìn qua. Kiếm tiền bối, khi nào ngươi đi Trương gia? Ách, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, Kiếm Tần Sinh sửng sốt một chút, mở miệng nói. Đã chuẩn bị xong thánh thú phi hành, tùy thời đều có thể xuất phát. Tốt, ta và ngươi cùng một chỗ. Lông mày dương lên, Trương Huyền làm ra quyết định. Cùng Chiêm Sư liếc mắt nhìn nhau, Kiếm Tần Sinh có chút không kịp phản ứng. Vừa mới cự tuyệt, nói không dám nhận, rõ ràng là không muốn lẫn vào chuyện này, sao đột nhiên lại muốn cùng đi. Ta suy nghĩ kỹ, cảm thấy vẫn cần phải cho Trương gia một bài học, không vì cái khác, cũng phải chính danh cho kiếm thuật của Thánh Tử Điện. Siết chặt nắm đấm, Trương Huyền vung tay lên. Không phải muốn mở hội nghị gia tộc, thời điểm tân niên cưới Lạc Nhược Hy sao? Như vậy tốt, ta liền huyên náo cho các ngươi cưới không được. Cái này, da mặt Kiếm Tần Sinh run lên, tràn đầy kích động. Hạnh phúc tới quá nhanh a. Chỉ là, tìm Hưng Mộng Kiếm Thánh giao đấu, là ân oán cá nhân của hắn, cùng kiếm thuật của Thánh Tử Điện có nửa xu quan hệ. Bất quá, mặc dù trong lòng nói thầm, nhưng thấy đối phương đồng ý muốn đi, vẫn tràn đầy hưng phấn. Vị trước mắt này, lĩnh ngộ hai loại kiếm đạo chân giải,
coi như Hưng Mộng Kiếm Thánh ở cùng cấp bậc cũng chưa chắc có thể là đối thủ, hắn tự mình động thủ, nhất định có thể mở ra hùng phong, đánh bại khí diễm của Trương gia, rửa sạch sỉ nhục những năm này. Trương sư nguyện ý đi, không còn gì tốt hơn, ngươi xem lúc nào chúng ta xuất phát. Kiếm Tần Sinh nhìn qua. Ta trở về an bài một chút, ban đêm liền đi. Trương Huyền nói. Lạc Huyền Thanh nói tìm hắn có chuyện, có lẽ có tin tức của Lạc Nhược Hy, về nhìn một chút lại đi. Vậy thì tốt, ta ở phủ đệ chờ ngươi, Trương sư xử lý xong tới tìm ta là được. Nghe hắn đồng ý, hơn nữa vội vã như thế, Kiếm Tần Sinh thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, nhìn Chiêm sư ôm quyền. Chiêm sư, ta muốn cùng Kiếm tiền bối đi Trương gia một chuyến, cáo từ. Biết danh sư đã tới loại cấp bậc này, đều có chủ kiến của mình, làm ra quyết định rất khó sửa đổi, Chiêm sư cũng không khuyên giải ngăn trở, chỉ nói. Nếu như Trương gia có gì khó xử, Thánh tử điện là hậu thuẫn kiên cường của các ngươi. Trương Huyền ôm quyền đa tạ. Trước đó còn có chút lo lắng, đối phương sẽ nhân nhượng cho yên chuyện, hiện tại xem ra, có thể trở thành Thánh tử điện quyền điện chủ, làm sao có thể là người nhát gan sợ phiền phức. Tổng bộ danh sư đường, một trong hai thế lực lớn phía dưới, nếu như ngay cả một gia tộc cũng sợ hãi, thì không xứng đứng ở đỉnh phong của đại lục. Chương 2693, Chương Cửu Tiêu Bái Sư 2. Hô! Có quyết định, thì không dừng lại quá nhiều, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, thẳng tắp bay về chỗ ở, thời gian không dài, đã đi tới tiểu viện. Vừa hạ xuống đất, liền thấy Tôn Cường tiến lên đón. Thiếu gia, Trương Cửu Tiêu đến tìm ngươi, đã đợi thời gian rất dài. Cửu Tiêu! Lông mày nhíu một cái, vội vàng đi đến phòng khách. Ta đi qua nhìn một chút. Đi vào phòng, quả nhiên thấy Trương Cửu Tiêu đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Thấy hắn tới lập tức thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy ôm quyền. Trương sư, là vì sự tình đại hội gia tộc của các ngươi. Trương Huyền mở miệng hỏi. Sao Trương sư biết được? Trương Cửu Tiêu sửng sốt. Không cần phải để ý đến ta làm sao biết được, ngươi tới chỉ là vì chuyện này. Trương Huyền cau mày. Vâng, ta là tới cảm ơn Trương sư chỉ điểm, bằng không thì cũng không có cơ hội tham gia loại thịnh hội này. Thánh thú của gia tộc đã chuẩn bị xong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ cất cánh, ta là đặc biệt tới Tử Giã, không có gì bất ngờ xảy ra, trở về cũng phải sang năm. Trương Cửu Tiêu nói, hắn đến tìm đối phương, quả thực là vì chuyện này. Vốn dựa theo thân phận bàng chi của hắn, là không có tư cách tham gia, nhưng ở dưới vị này chỉ điểm, thuận lợi trở thành học sinh của Thánh Tử Điện, lúc này mới thu được tư cách nhập môn. Bây giờ sắp đi, bất kể nói thế nào, cũng phải tới cảm tạ một lần. Trước mấy ngày cũng không có nghe nói phải tham gia đại hội gia tộc, sao lại đột nhiên như thế? Trong lòng Trương Huyền còn có may mắn. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ lắm, là ngày hôm nay trong tộc thông báo, thế hệ trẻ tuổi, nhất định phải trong một tháng chạy trở về, hình như muốn tiến hành một loại tuyển chọn nào đó. Trương sư cũng biết, địa vị của ta rất thấp, có thể tham gia, đã là vạn hạnh, còn đồ vật cấp độ sâu hơn thì không rõ ràng. Trương Cửu Tiêu mang theo xấu hổ, không phải hắn không muốn nói. Mà là thật không biết. Được rồi. Trương Huyền khoát tay áo. Một đường cẩn thận, không có gì bất ngờ xảy ra, ta cũng có thể sẽ đi Trương gia, có tin tức gì, có thể đưa tin cho ta. Ngươi cũng đi. Trương Cửu Tiêu không hiểu. Đi làm một số chuyện, có thể sẽ cùng Trương gia xảy ra chút không vui. Giải thích một câu, Trương Huyền sợ đối phương hiểu lầm, nói tiếp. Yên tâm đi, chuyện không liên quan tới ngươi, sẽ không để cho ngươi khó xử. Mới vừa nói để hắn đưa tin, đã nói những chuyện này, khó đảm bảo hiểu lầm. Trương sư nói gì vậy chứ, ta có thể có thành tích hôm nay, đều là ngài chỉ điểm, không có ân tình của ngài, đừng nói Thánh Tử Điện, khả năng còn ở Thanh Nguyên Thành tự cho là đúng. Sắc mặt Trương Cửu Tiêu nghiêm túc, trong hai mắt mang theo thành khẩn. Hắn nói là sự thật, nếu không phải vị trước mắt này bất kể vất vả trợ giúp, hắn đừng nói Thánh Tử Điện, Triệu Hưng Mặc tuyển chọn cũng không thể thông qua. Nguyên nhân chính vì như vậy, hắn đối với thanh niên tuổi tác còn nhỏ hơn hắn kia, là tràn đầy kính nể. Khách khí, giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Thấy hắn phát ra từ phế phủ, Trương Huyền nói. Ta quả thực muốn cùng Trương sư làm bằng hữu, nhưng ta biết, kém rất xa, bất kể học thức, kiến thức, hay lý giải tu luyện, người đều có thể làm lão sư của ta, mong Trương sư thu ta làm học sinh. Trương Cửu Tiêu tiến về phía trước một bước. Quyết định này. Thật ra thì sớm nghĩ lâu rồi,
kiếm pháp, tu vi, đều tiếp nhận đối phương chỉ điểm, sớm đã nắm giữ tình nghĩa nửa sư, bây giờ sắp rời đi, liền kìm nén không được. Thu ngươi làm học sinh. Không nghĩ tới đối phương có thể nói như vậy, Trương Huyền nhíu mày. Chương 2694, giúp ta giết người, 1. Dù chỉ điểm Trương Cửu Tiêu không ít, nhưng cho tới nay, đều xem như bằng hữu, càng quan trọng hơn là, muốn nghiên cứu huyết mạch Trương gia một chút, không nghĩ tới, vị này ban đầu ở Thanh Nguyên đế quốc vô cùng kiêu ngạo, lại muốn làm học sinh của mình. Vâng, trong mắt Trương Cửu Tiêu mang theo thành khẩn. Người khác không hiểu vị trước mắt này nhiều, hắn từ Thanh Nguyên đế quốc cùng nhau đi tới lại biết không ít, học sinh Trịnh Dương, trở thành chiến tử của chiến sư đường, học sinh Triệu Nhã Thân là Âm Dương cung thiếu cung chủ, học sinh Viên Đào là thiên tài Viên gia. Mấy học sinh khác biết đến không nhiều, chỉ là ba cái này, đợi bọn hắn trưởng thành, liền có thể oanh động toàn bộ đại lục. Học sinh lợi hại ngược lại cũng thôi, mấu chốt là bản thân, là vị thiên nhận danh sư thứ hai trừ Khổng sư. Thân truyền của Thái Thượng trưởng lão danh sư Đường Dương sư. Không cần nghĩ, về sau thành tựu tuyệt đối vô lượng, có thể trở thành học sinh của hắn, về sau tiến bộ nhanh hơn, không cần giống như hiện tại, ở gia tộc, một chút địa vị cũng không có. Cũng được, từ giờ trở đi, ngươi là học sinh giảng bài của ta. Trần chờ một chút, Trương Huyền gật đầu. Dù thiên phú của Trương Cửu Tiêu này không bằng Trương Thuần, Trương Phong, nhưng tu luyện khắc khổ, nghiêm túc bồi dưỡng, nhất định tiền đồ vô lượng. Bất quá, thân truyền thì thôi, mấy đại thân truyền lần lượt rời đi, đối với hắn cũng là một loại dằn vặt, tạm thời còn không muốn thu đồ. Đa tạ lão sư, nghe được thu làm học sinh giảng bài, Trương Cửu Tiêu hơi có chút thất vọng, bất quá mắt vẫn sáng lên, quỳ xuống đất dập đầu. Học sinh giảng bài của thiên nhận danh sư, cũng là một loại vinh dự, so với hạch tâm Trương gia gì đó, đều chân quý hơn vô số lần. Ta chỗ này có một bộ công pháp, người mau chóng tu luyện, tranh thủ ở trước khi trở lại Trương gia, đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Ngón tay điểm một chút, truyền một bộ công pháp vào trong óc đối phương, Trương Huyền dặn dò. Hiện tại thực lực của Trương Cửu Tiêu chỉ có xuất khiếu cảnh, cách lĩnh vực cảnh còn có một khoảng cách rất lớn, có điều trước kia chỉ là chỉ điểm tu vi sai lầm, không có truyền thụ pháp quyết tu luyện nhắm vào, hiện tại truyền thụ thiên đạo công pháp bản rút gọn, chỉ cần tài nguyên dồi dào, chừng một tháng, đột phá hai đại cấp bậc, không khó lắm. Muốn trở thành học sinh của mình, tiến bộ quá chậm, khẳng định là không được. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Da mặt run một cái, hàm răng Trương Cửu Tiêu cắn chặt. Nhất định sẽ không cô phụ lão sư mong đợi. Tu vi càng cao càng khó tu luyện, nhưng đối phương đã phân phó, khẳng định có thể hoàn thành, vậy liều chết cũng phải làm được. Ầm ầm. Thấy hắn không chần chờ, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, đang muốn tiếp tục dặn dò vài câu, đột nhiên trong đầu nổ vang kịch liệt. Một bản thư tịch màu vàng chậm rãi hiện lên. Thiên đạo chi thư. Thời gian thật dài không thu đồ đệ, cũng sắp quên còn có thứ này. Thiên đạo chi thư, uy lực vô tận, lúc trước đặt ở trên người Ngụy Như Yên, nhẹ nhõm chém giết độc điện hữu sứ, có cái này, coi như đi Trương gia, cũng không cần sợ hãi. Không phá đối phương cảm thấy sợ hãi, kêu cha gọi mẹ, liền tuyệt không thu tay lại. Con mắt chợt lóe, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Sau khi Trương Cửu Tiêu rời đi không lâu, Lạc Huyền Thanh bay tới. Thấy hắn ở trong phủ đệ, Lạc Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm, dùng thủ pháp đặc thù phong ấn không gian bốn phía. Nói cho ngươi sự kiện, ta muốn nhờ ngươi giết một người. Giết người? Trương Huyền cau mày. Vốn cho rằng đối phương nói tìm mình, là về sự tình của Lạc Nhược Hy, không nghĩ tới là chuyện này. Hắn thân là danh sư, trừ khi gặp được sự tình khó giải quyết, nếu không... Từ trước tới nay không chủ trương bạo lực. Nguyên nhân chính là như vậy, từ Thiên Huyền Vương quốc cùng nhau đi tới, trừ dị linh tộc, cũng chỉ từng ra tay với người của Hiên Viên Vương quốc. Ta cũng hết cách rồi, không giết người này, Lạc gia chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn. Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Hắn cũng không muốn động thủ, nhưng đại trưởng lão tự mình khai báo, liền không thể không làm. Vì gia tộc, cũng vì muội muội. Người nào, có thể ảnh hưởng đến Lạc gia? Trương Huyền kinh hãi. Lạc gia mệnh danh đại lục đệ nhị gia tộc, cao thủ vô số, không giết người này, có thể để cho bọn hắn gặp phải phiền toái lớn. Ai lợi hại như vậy, thật muốn mạnh như vậy, thực lực của hắn cũng không đủ a. Chương 2695, giúp ta giết người 2. Sự tình của muội muội ta, lần trước đã nói với ngươi, ngươi cũng biết một ít. Lạc Huyền Thanh nói, bây giờ bị gia tộc cấm túc, đã mang về gia tộc.
Trước đó sở dĩ ta cứng rắn xung kích thánh vực bát trọng, cũng là bởi vì muốn cứu nàng ra, đáng tiếc. Không thành công. Trương Huyền gật đầu. Chuyện này, trước đó coi như đối phương không nói tỉ mỉ, hắn cũng đoán được. Sở dĩ xuất hiện việc này, chủ yếu bởi vì, muội muội nói có người thích. Lạc Huyền Thanh nói tiếp. Lần trước, ta đã nói cho ngươi, hy vọng giúp điều tra. Không phải là không có tin tức xác thật ư. Trương Huyền cau mày. Lần trước đối phương nói tỉ mỉ, hắn giật nảy mình, về sau nghe được Lạc Nhược Hy không nói ra, mới thở phào nhẹ nhõm, cố gắng xung kích danh sư bát tinh, cũng chính là vì chuyện này mang tới cảm giác áp bách. Hiện tại có tin tức, trong khoảng thời gian muội muội ta rời đi này, là tới Thanh Nguyên Đế Quốc, ở một địa phương gọi là Hồng Viễn danh sư học viện rất lâu, ta hy vọng ngươi đi điều tra một lần, tìm được người này. Lạc Huyền Thanh nói. Hồng Viễn học viện. Khóe miệng của Trương Huyền co giật, con người thu hẹp, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Ngươi không phải là muốn ta giết người này chứ? Mới vừa nói muốn giết người, còn nói tra ra những sự tình này, chẳng lẽ đối phương nhờ mình giết mình? Thật muốn như vậy, cũng làm người ta sụp đổ nha. Người khác không biết người tiểu công chúa Lạc gia thích đến cùng là ai, nhưng hắn hết sức rõ ràng. Để cho mình điều tra mình, cũng đã rất khó khăn, còn muốn động thủ giết người. Không nên chơi như vậy à. Không sai, không hổ là anh em tốt, ta chỉ nói một câu, ngươi liền hiểu được. Lạc Huyền Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vì sao phải giết hắn? Nếu là người tiểu công chúa thích, thật muốn giết, không sợ nàng đau lòng sao? Trương Huyền nhìn không được nói. Vị trước mắt này luôn miệng nói bản thân sủng ái muội muội, hiện tại muội muội có người thích, tại sao phải giết đi? Chẳng lẽ tác thành nàng là khó khăn như thế sao? Chẳng lẽ thật muốn tự tay đưa muội muội của mình vào hố lửa, gả cho tiểu thiên tài chó má chỉ biết trang bức, lại một mực không xuất hiện kia sao? Ta sợ nàng đau lòng, nhưng... Lạc Huyền Thanh lắc đầu, dường như không muốn vướng víu ở đề tài này, chỉ nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có đáp ứng hay không. Chỉ cần điều tra ra người này, giết hắn, ta sẽ giới thiệu ngươi đến Lạc gia, ít nhất cũng là vị trí trưởng lão. Trưởng lão? Trương Huyền lắc đầu. Ta không thèm, ta chỉ muốn hỏi một chút, người giết người nàng ưa thích, nàng có biết không? Nếu như không biết, một khi biết, khẳng định sẽ hận ngươi cả đời. Ta biết, nhưng không có những biện pháp khác. Hốc mắt Lạc Huyền Thanh đỏ ửng nói. Vì sao không có biện pháp khác, để nàng theo đuổi hạnh phúc của mình lại không được sao? Nhất định phải gả cho vị kia của Trương gia. Trương Huyền lo lắng. Đúng, nàng nhất định phải gả cho tiểu thiên tài kia, không có con đường thứ hai có thể đi. Lạc Huyền Thanh cắn răng. Chương 2696, Hưng Mộng Kiếm Thánh 1. Vì cái gì? Sắc mặt Trương Huyền tái xanh, cực kỳ phẫn nộ. Biết rõ không hạnh phúc, vẫn còn muốn đi làm, đường đường đại lục đệ nhị gia tộc, cũng không phải phụ thuộc của Trương gia, ngay cả chút tôn nghiêm ấy cũng không cần ư. Nói thật, nếu không phải chính tai nghe được Lạc gia thiếu gia nói như vậy, sẽ hoài nghi có phải nghe được tin tức giả hay không. Đây chính là thân muội muội của ngươi a hát. Có một số việc, địa vị cùng thân phận của ngươi bây giờ, còn không thể biết, xem như ta, cũng kiến thức nửa vời, không rõ lắm. Nhìn ra lửa giận của hắn, Lạc Huyền Thanh cũng hơi nghi hoặc, có điều có việc cầu người, vẫn lắc đầu một cái. Ta chỉ biết, vì hôn sự này, gia tộc đã hy sinh quá nhiều, một khi cự tuyệt, không chỉ Lạc gia, nhân tộc cũng có thể xuất hiện nguy nan. Nhân tộc, da mặt Trương Huyền run rẩy. Chỉ là một cái đám hỏi mà thôi. Liên quan quái gì tới nhân tộc, thật hay giả? Có cần khoa trương như vậy hay không? Cái này có chút thái quá đi. Được rồi, ở chung lâu như vậy, đối với nhân phẩm của ngươi cũng coi như hiểu rõ, có thể cùng ngươi nói một chút, nhưng mà chuyện này dính dáng quá lớn, không nên truyền tin tức ra, nếu không về sau tai họa vô tận. Nhìn bộ dạng của đối phương, không nói rõ ràng, chắc chắn sẽ không giúp hắn giết người, chần chờ một chút, Lạc Huyền Thanh mới nói. Thật ra thì... Trương gia cùng Lạc gia thông gia, vô cùng có khả năng quan hệ đến. Truyền thế thiên phù. Truyền thế thiên phù. Trên đầu Trương Huyền bỗng nhiên nhảy lên gân xanh. Thứ này trước đó hắn liền nghe qua, là năm đó Khổng Sư lưu lại, chìa khóa tìm kiếm thánh điện, tìm ra Xuân Thu đại điển, thông gia lại liên lụy đến cái này. Nếu thật dính dáng pháp bảo mạnh nhất của Khổng Sư, nói liên quan đến số mệnh cùng vận mệnh của nhân tộc cũng không đủ. Đúng vậy, có điều tin tức này. Là ta nghe lén được đại trưởng lão cùng gia chủ đối thoại, tình huống cụ thể như thế nào, lại không rõ ràng.
Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Tự tay đẩy muội muội vào hố lửa, hắn làm sao nguyện ý? Nếu không phải bị bất đắc dĩ, đừng nói hắn, coi như tộc nhân khẳng định cũng không nguyện ý, dù sao thiên phú của muội muội như vậy, thực lực sau này thậm chí có khả năng vượt qua tiên tổ. Nếu thật như vậy, Trương gia lại là gì? Không đáng kể chút nào. Trừ khi, vị tiểu thiên tài kia của Trương gia, thiên phú còn đáng sợ hơn nàng. Bất quá khả năng này cực nhỏ, nhiều năm như vậy, hắn duy nhất thấy một người thiên phú có thể sánh ngang muội muội, cũng chỉ có vị Trương sư trước mắt này mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, nên xem như ta, cũng không cách nào cự tuyệt, muội muội cũng không cách nào cự tuyệt, mấu chốt nhất là, còn dính dáng nàng. Được rồi, Trương sư, ngươi hẳn là rõ ràng, chuyện này, ta không thể đi làm, những người khác lại không tin, chỉ có thể tìm ngươi. Giải thích xong, Lạc Huyền Thanh nhìn qua. Cái này, Trương Huyền nói không ra lời. Hắn biết đối phương khó xử. Đám người Viên Hiểu, Bích Hồng Âm, dù cùng đối phương quan hệ rất tốt, nhưng mỗi một cái đều là hậu nhân của thế lực lớn, chuyện này quan hệ danh dự của Lạc gia cùng Trương gia, tự nhiên không thể nhờ bọn họ. Có thể nghĩ tới, đáng giá tín nhiệm, hơn nữa không có bối cảnh gia tộc, cũng chỉ có mình. Thế nào? Lần nữa nhìn qua, vẻ mặt của Lạc Huyền Thanh mong đợi. Xin lỗi, ta thực sự không cách nào đồng ý. Trương Huyền lắc đầu. Coi như sau lưng dính dáng lại lớn, dính dáng nhiều hơn nữa. Cùng ta lại có liên can gì? Dựa vào cái gì, để cho ta bỏ qua hạnh phúc, đi tác thành người khác? Lại nói, để cho mình chém giết mình, coi như đồng ý, cũng làm không được nha. Vì cái gì? Chương 2697, Hưng Mộng Kiếm Thánh 2. Vị trước mắt này, trước kia chỉ cần mở miệng, tất nhiên sẽ trực tiếp đồng ý, không nghĩ tới lần này lại từ chối, Lạc Huyền Thanh nhíu mày. Không tại sao cả, là bởi vì, hiện tại ta có chuyện, muốn đi Trương gia một chuyến, không có thời gian đi Thanh Nguyên Đế Quốc, đi thẩm tra người ngươi nói, càng không có thời gian đi giết người. Dừng lại một chút, cuối cùng Trương Huyền vẫn không có thừa nhận thân phận. Thật muốn thừa nhận, cũng không phải ở trước mặt đối phương, mà là ở Trương gia, lấy tư thái vương giả xuất hiện, mà không phải hiện tại. Đi Trương gia, đến đó làm gì? Lạc Huyền Thanh cau mày. Trương gia tổ chức gia tộc đại hội, Kiếm Tần Sinh tiền bối hy vọng ta có thể giúp hắn khiêu chiến hậu bối của Hưng Mộng Kiếm Thánh, báo thù rửa hận. Trương Huyền giải thích, Kiếm Tần Sinh, vị kiếm lão quái này, ta biết chuyện của bọn hắn, không sai, cái này đích xác là cơ hội tốt hao tổn mặt mũi của Trương gia, không thể không đi. Lạc Huyền Thanh sửng sốt một chút, bừng tỉnh hiểu ra. Giữa bọn hắn đến cùng có chuyện gì, thật chẳng lẽ chỉ là lĩnh ngộ chân giải khác biệt sao? Trương Huyền nhìn qua, có chút hiếu kỳ. Kiếm Tần Sinh lĩnh ngộ chân giải là kiếm lưu thủy, thuộc về loại hình phòng ngự, kiếm pháp của Hưng Mộng Kiếm Thánh, dù chưa có xem qua, lại có thể đoán được, hẳn là hoàn toàn khác biệt. Nếu không, thiên tài kiếm đạo Trương Húc của Trương gia muốn học tập, cũng sẽ không bị trực tiếp đuổi đi. Thật ra thì không có quá nhiều phức tạp, người có biết nguồn gốc danh xưng Hưng Mộng Kiếm Thánh này không? Lạc Huyền Thanh nhìn qua. Trương Huyền lắc đầu. Hắn chỉ biết vị Hưng Mộng Kiếm Thánh này là quyền gia chủ hiện nay của Trương gia, cha ruột vị tiểu thiên tài kia, còn tên thật là gì, lại vì sao có danh xưng này, thì không rõ ràng. Chẳng lẽ, tên của hắn kêu, Trương Hưng Mộng, Trương Huyền cau mày. Cái tên này, nói thật có chút quá nữ tính, hoàn toàn không phù hợp hình ảnh Trương gia gia chủ, cao thủ siêu cấp gì cả. Đương nhiên không phải Trương Hưng Mộng, cái gọi là Hưng Mộng Kiếm Thánh, trên thực tế ẩn chứa tên của hai người. Trong tên thật của Kiếm Thánh, mang một cái chữ Hưng, trong tên của vợ hắn mang một chữ Mộng, cũng chính là Hưng Kiếm Thánh cùng Mộng Kiếm Thánh, hai người liên hợp, kiếm pháp mạnh mẽ, các trưởng lão của tổng bộ danh sư đường cũng phải kiêng kỵ mấy phần, không dám đối kháng chính diện. Lạc Huyền Thanh giải thích, đồng thời ánh mắt lộ ra bội phục nồng đậm. Trương Huyền tắc lưỡi, có thể trở thành trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, thực lực nhất định vượt qua thánh vực cửu trọng, người mạnh như thế, cũng kiêng kỵ. Hai người này liên thủ, uy lực quả thực mạnh mẽ. Đúng vậy, năm đó hai người ngang dọc đại lục, hầu như không người có thể địch, coi như lão sư của ngươi, cũng tôn sùng rất nhiều. Về sau, Hưng Kiếm Thánh kế thừa vị trí Trương gia quyền gia chủ, đạt được truyền thừa ảo diệu nhất của Trương gia, thực lực mạnh hơn, kiếm pháp cũng càng thêm tinh diệu. Mà Mộng Kiếm Thánh, thì rất ít xuất hiện, dần ra, tên tuổi Hưng Mộng Kiếm Thánh toàn bộ rơi vào trên người Hưng Kiếm Thánh, ngược lại Mộng Kiếm Thánh đã rất ít người biết. Lạc Huyền Thanh nói, thân là con cháu hạch tâm của Lạc gia,
những chuyện này mặc dù là bí văn, nhưng biết rất rõ ràng. Thì ra là thế, nhưng cái này cùng Kiếm Tần Sinh tiền bối có quan hệ gì? Chẳng lẽ, lúc trước hắn từng thua Hưng Kiếm Thánh, bị đánh rất thảm? Trương Huyền nghi ngờ, tiếp tục nhìn qua hỏi. Không phải thù hận cực lớn, hẳn là sẽ không thừa dịp đối phương mở đại hội gia tộc liền tiến lên. Như vậy tương đương với triệt để không nể mặt mũi. Bại, nào chỉ bại đơn giản như vậy? Lạc Huyền Thanh cười khổ. Nếu như tin tức ta biết không sai, Kiếm Tần Sinh tiền bối, đã từng là người theo đuổi điên cuồng của Mộng Kiếm Thánh. Chương 2698, tiết lộ thân phận 1. Người theo đuổi. Trương Huyền nghẹn họng, vốn cho rằng chỉ là kiếm pháp tranh chấp đơn thuần, không nghĩ tới còn dính dáng tình cảm. Nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng, cũng chỉ có loại cảm tình này mới có thể duy trì liên tục nhiều năm không biến mất, thật giống như hắn, nếu quả thật cưới Lạc Nhược Hy đi, tên tiểu thiên tài Trương gia kia, nhất định sẽ điên cuồng khiêu chiến mình, mấy chục năm, mấy trăm năm, cũng sẽ không từ bỏ. Tu luyện kiếm đạo, nhân kiếm hợp nhất, trong lòng đã có chấp niệm đặc thù, làm không được. Sao có thể vô kiên bất tồi? Đúng vậy, nói thật, Kiếm Tần Sinh quả thực rất cố chấp, hiện tại còn không có hôn phối. Được rồi, không nói bọn họ, người đi Trương gia, quả thực rất trọng yếu. Lạc Huyền Thanh mặt mũi dầu dĩ. Chém giết người muội muội yêu, bắt buộc phải làm, nhưng chuyện của đối phương, cũng không thể bị dở dang. Bởi vì muội muội đánh mặt Trương gia, vẫn luôn là sự tình hắn chăm chỉ không ngừng, cố gắng đi làm. Đúng vậy, cho nên thực sự không tiện, ta chỉ có thể chối từ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn qua, trong mắt mang theo hỏi thăm. Muốn giết vị kia, là ý tứ của Lạc gia các ngươi, hay là Trương gia? Khác nhau ở chỗ nào sao? Chúng ta không động thủ, Trương gia cũng sẽ động thủ, chờ bị động, còn không bằng xuống tay trước. Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Từ khi muội muội thừa nhận có người thích, vị danh sư thực lực không cao kia, liền đã chú định kết cục. Bất kể Trương gia hay Lạc gia, đều sẽ không bỏ qua. Trương gia. Trương Huyền híp mắt lại, cắn răng. Còn là gia tộc đệ nhất đại lục, quả thực quá vô sỉ. Ép cưới thì thôi, còn muốn giết người, quả thực vô pháp vô thiên tới cực điểm. Chuyện này, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, đừng truyền đi. Đối phương cự tuyệt, Lạc Huyền Thanh cũng không năn nỉ nói. Yên tâm đi, miệng ta từ trước tới nay rất kín. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn lại. Thật ra thì, ta cảm thấy chuyện này, tốt nhất thương nghị với tiểu công chúa một chút mới quyết định, nếu không, ta sợ huynh muội các ngươi sẽ thành tử địch. Trần chờ một chút, Lạc Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Ta sẽ cân nhắc. Chủ yếu là hiện tại muội muội bị cấm túc, không cách nào liên hệ, nếu không, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Ta trước cáo từ. Không nói thêm lời, Trương Huyền nhảy lên, thẳng tắp bay về phía phủ đệ của Kiếm Tần Sinh. Thấy hắn rời đi, Lạc Huyền Thanh lắc đầu, cũng rời tiểu viện, có điều không quay về chỗ ở, mà đến tín điện. Ta muốn thẩm tra Hồng Viễn danh sư học viện trong phạm vi của Thanh Nguyên đế quốc. Đi tới quầy lễ tân, dặn dò một tiếng. Hồng Viễn danh sư học viện, chỉ là địa phương nhỏ phụ thuộc Thanh Nguyên đế quốc, trước đó vẫn không chú ý tới, giờ phút này Trương sư không động thủ, chỉ có hắn tự mình ra tay. Hồng Viễn danh sư học viện, Lạc thiếu chờ một chút, ta đi thăm dò ngay. Phục vụ viên là nữ hài khoảng 20 tuổi, nhận ra thân phận của hắn, không dám thờ ơ, vội vã đi vào phòng, thời gian không dài, cầm một quyển sách đi tới. Chỉ cần là danh sư, đủ loại tư liệu đều phải báo lên tổng bộ, Thánh Tử Điện là đơn vị thuộc hạ, muốn thẩm tra mà nói, cũng có thể tìm ra rất nhiều tư liệu. Hồng Viễn danh sư học viện, ở Hồng Viễn nhất đẳng đế quốc, trong phạm vi Thanh Nguyên đế quốc, người mạnh nhất chỉ là thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Nữ hài nói. Thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Da mặt Lạc Huyền Thanh run lên. Ánh mắt của muội muội cũng không tránh khỏi quá kém đi. Chương 2699, tiết lộ thân phận 2. Người mạnh nhất của học viện cũng mới loại cấp bậc này, đến cùng vị kia có mị lực gì, có thể được nàng yêu ái. Thậm chí không tiếc đối nghịch gia tộc, đối nghịch Trương gia. Đây chỉ là danh sư học viện cấp thấp nhất, cao nhất bồi dưỡng được danh sư ngũ tinh, cấp bậc thấp là rất bình thường. Nữ hài cười cười. Vị trí cụ thể ở đâu? Chỗ ngươi có tài liệu cặn kẽ không? Lạc Huyền Thanh nói. Đương nhiên là có, đây là bản đồ, cách nơi này vượt qua trăm vạn cây số, thánh thú thánh vực bát trọng, đại khái phải phi hành khoảng chừng nửa tháng. Mở thư tịch, tay chỉ bản đồ, tính toán một chút, nữ hài nói.
Nửa tháng, không tính quá xa. Lạc Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm. Thánh tử điện cách Lạc gia rất xa, thánh thú thánh vực cửu trọng cũng phải bay hơn một tháng, nơi này, bát trọng mới bay nửa tháng, không tính quá xa. Xem ra chỉ cần hắn động tác nhanh, hẳn là có thể đuổi ở trước khi Trương gia ra tay, tìm tới vị kia, hơn nữa chém giết. Nhìn một hồi, triệt để nhớ nội dung bản đồ, Lạc Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi, đột nhiên nhớ tới một việc, xoay người nhìn lại. Các ngươi có tin tức càng thêm kỹ càng về Hồng Viễn danh sư học viện không, tỷ như? Mấy năm này có danh sư nào danh khí rất lớn? Có thể để cho muội muội ưa thích, hơn nữa tôn sùng, coi như vị kia thực lực không cao, cấp bậc danh sư cũng không cao, nhưng thiên phú nhất định không tệ. Loại người này coi như ở loại địa phương như Hồng Viễn học viện, hẳn là cũng giống như chân châu, tỏa ra ánh sáng, dẫn tới vô số người chú ý. Tin tức càng thêm kỹ càng. Cái này cần quyền hạn của trưởng lão mới có thể dò xét, nếu như Lạc thiếu không vội, ta sẽ đi mời trưởng lão tới. Nữ hài dừng lại một chút nói. Nàng chỉ là nhân viên phục vụ ở tín điện, tin tức quá mức kỹ càng, chỉ có cấp bậc trưởng lão mới có thể điều tra, nàng còn không có quyền hạn này. Lạc Huyền Thanh gật đầu. Nếu có thể ở nơi này tra ra vị muội muội ưa thích kia là ai, trước thời hạn có chỗ chuẩn bị, sẽ không cần tự mình chạy xa như vậy. Ở tại chỗ đợi không đến nửa canh giờ, một trưởng lão từ phía sau đi tới. Bất kể là tên tuổi Phá Hư Vương, hay địa vị của Lạc Huyền Thanh, đều để những trưởng lão chấp sự bình thường này không dám thất lễ. Bẩm báo Lạc thiếu, danh sư nổi danh nhất Hồng Viễn học viện gần đây, ta đều tra xét một lần, thật là có một vị danh khí rất lớn. Đi tới trước mặt, lấy ra một quyển sách, chậm rãi mở ra, vị trưởng lão này nói. Danh khí rất lớn, nói nghe một chút. Ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn lại. Vị danh sư này, nổi danh ở hơn nửa năm trước, từ một tiểu vương quốc từng bước một đi tới, từng hai lần xông danh sư đường, tất cả đều thành công, phá hủy âm mưu dị linh tộc, tự tay chém giết 10 vị vương giả dị linh tộc, thậm chí ngay cả hoàng giả cũng bị chém giết, công lao to lớn. Còn trải qua thí luyện tấn thăng vương quốc thành đế quốc, giáo dục ra vô số học sinh thiên tài. Trở thành học viện viện trưởng. Trưởng lão giới thiệu nói. Nhất định là người này. Con mắt của Lạc Huyền Thanh lập tức nheo lại, nắm đấm siết chặt. Xông đường thành công, cũng chỉ có tổ tiên bọn họ mới hoàn thành qua, người này có thể làm được, nói rõ thiên tư, vừa vặn phù hợp muội muội miêu tả. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chính là người muội muội ưa thích. Không biết tên gọi là gì, hiện tại có ở Hồng Viễn học viện hay không? Nhìn không được nhìn lại. Cái này, hắn cụ thể ở đâu, chúng ta còn không có quyền hạn đi thăm dò. Hơn nữa coi như điều tra ra, cũng là nội dung mấy tháng trước, sẽ không chuẩn xác. Bất quá, tên gọi là gì, ngược lại có thể điều tra ra. Lão giả cười khổ lắc đầu, tiếp tục mở thư tịch, nhìn kỹ một chút, lông mày nhăn lại. Vị danh sư này, gọi, Trương Huyền. Trương 2700, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn tán em gái ta. 1. Trương Huyền. Con ngươi của Lạc Huyền Thanh co rụt lại, vội vàng nhìn qua. Trương Huyền nào? Trương trong Trương Dương, Huyền trong từ treo cổ. Lão giả giải thích nói. Bọn họ là, cùng tên, điều đó không có khả năng. Trong đầu nổ vang một tiếng, như bị sét đánh, Lạc Huyền Thanh nhịn không được lui về sau hai bước, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Cái tên này, cùng anh em tốt của mình, giống nhau như đúc, một chữ không sai, sẽ không phải là cùng một người chứ. Hắn cùng Trương Huyền ở chung, cảm thấy bản tính tương đương, tính tình hợp nhau. Nên không có hỏi qua lai lịch, chỉ biết không phải người Trương gia, cũng không rõ ràng đến cùng từ đâu tới. Chẳng lẽ thật sự từ Thanh Nguyên đế quốc tới? Nếu thực như thế, nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm người muội muội ưa thích kia, chẳng phải đang ở trước mắt, còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Thân thể run rẩy, cùng vị Trương Huyền này chung đụng từng màn hiện lên ở trong óc, lần đầu tiên gặp mặt, trực tiếp hỏi em gái ngươi. Sau đó bị đánh tơi bời một trận, ngay sau đó cực kỳ tốt với hắn. Vốn cho rằng là bởi vì nhân cách mị lực của mình. Chẳng lẽ là bởi vì quen biết muội muội của hắn? Lạc thiếu, thấy vẻ mặt hắn biến hóa có chút khoa trương, lão giả đối diện nhìn không được nhìn lại. Ta không sao, đúng, ta muốn hỏi tin tức một vị học viên lớp tinh anh của Thánh Tử Điện chúng ta. Lạc Huyền Thanh thở ra một hơi, lần nữa nhìn qua. Tin tức Thánh Tử Điện, cha sẽ đơn giản hơn không ít, Lạc thiếu muốn hỏi ai, trực tiếp mở miệng là được. Lão giả nói, năm nay mới vừa thi vào học viên, Trương Huyền.
Lạc Huyền Thanh nói. Ha ha, cái này không cần hỏi, vị trương sư này, chính là từ Thanh Nguyên đế quốc tới, Hồng Viễn danh sư học viện viện trưởng. Còn tưởng rằng hỏi ai, nghe được là cái tên này, lão giả nở nụ cười, trong giọng nói nhịn không được cảm khái. Từ một vương quốc nho nhỏ đi tới, vừa mới 20 tuổi đã thành danh sư bát tinh, vị trương sư này, đã trở thành thần tượng để tất cả mọi người ở Thánh Tử Điện sùng bái, vị tiểu cô nương vừa rồi tiếp đãi người kia, là tín đồ trung thành hắn, sùng bái tột đỉnh. Thần tượng, tiểu cô nương, tôn sùng. Quay đầu nhìn, quả nhiên thấy nữ hài vừa rồi tiếp đãi hắn kia, nghe được tên Trương Huyền, trong mắt toát ra ánh sao, nước bọt tựa hồ cũng sắp chảy ra rồi. Đáng ghét. Nắm đấm siết chặt, móng tay cắm vào trong thịt, Lạc Huyền Thanh chỉ cảm thấy tóc dựng lên, cả người muốn nổ tung. Mới đến Thánh Tử Điện không đến một tháng, liền câu dẫn vô số tiểu cô nương si mê như thế, muội muội chưa hề tiếp xúc qua tình yêu nam nữ, thất thủ trong đó, cũng là rất bình thường. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn tán em gái ta. Mấu chốt nhất là, còn giả bộ vô tội như thế. Trương Huyền, con mẹ nó ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bờ môi không ngừng run rẩy, Lạc Huyền Thanh cảm thấy từ vừa mới bắt đầu, liền rơi vào trong cạm bẫy của đối phương. Cố ý tiếp cận ta, chính là vì từ trong miệng ta tìm hiểu tin tức của muội muội, âm hiểm như thế, nhất định phải giết. Lạc Huyền Thanh tức có chút phát điên, sát cơ sôi trào. Trước đó còn cảm thấy, giết người muội muội yêu, sẽ để cho nàng tức giận, biết người này là ai, nhớ tới thủ đoạn ti tiện của hắn, liền nhịn không được nữa. Rõ ràng là người muội muội ta ưa thích, còn giả vờ rất vô tội, một bộ không liên quan gì tới ta, làm hại hắn một coi là huynh đệ. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Mấu chốt nhất là, hắn còn đần độn nói tất cả mọi chuyện cho đối phương biết. Khó trách một mực cự tuyệt, để mình giết mình, ai có thể tiếp nhận. Càng nghĩ càng giận, da đầu cũng muốn nổ tung. Nguy rồi, nhanh đi mời các trưởng lão, nói phá hư vương muốn phá hư tín điện. Nhìn thấy thanh niên trước mắt, lực lượng trong cơ thể một tầng tiếp lấy một tầng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, lão giả bị dọa đến trắng bệch cả mặt, vội vàng quay đầu dặn dò. Làm chấp sự trưởng lão, hắn chỉ có thực lực thánh vực thất trọng, còn có chút kém vị trước mắt này, thật muốn dùng sức mạnh, căn bản không ngăn cản nổi. Tổng hợp sự tích hào quang của vị trước mắt này, lại thêm biểu lộ kia, muốn nói hắn không phá hư, cũng không có người tin tưởng. Vâng, nữ hài nhẹ gật đầu, đang muốn rời đi, lại thấy Lạc Huyền Thanh chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt, con mắt đỏ lên. Ta hỏi ngươi, vì cái gì ngươi tôn sùng Trương Huyền kia như thế? Hắn mạnh hơn ta sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.